lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý, Tô Yên, Sở Hướng Nam. Chương 91, bác sĩ đỡ đẻ cho Tô Yên năm đó. Sau khi Lục Cận Phong rời đảo, đây là lần đầu tiên Hạ Phi gọi điện thoại tới. Hạ Phi có nói rõ là có chuyện gì không? Không có, Hạ Vũ nói, nếu không thì đại ca để Hạ Phi qua đây đi. Lục Cận Phong nghĩ đến đứa trẻ kia, gương mặt có chút vui vẻ, nói với Tô Yên, nếu đói thì ăn ít hoa quả lót dạ trước nhé. Đợi lát nữa rồi ăn cơm. Ừm, anh đi làm đi, Tô Yên không biết Hạ Phi là ai. Đợi Lục Cận Phong rời đi rồi mới hỏi Hạ Vũ, có phải cậu còn có người anh tên là Hạ Xuân không? Vẻ mặt Hạ Vũ lờ mờ, "Không phải, cô Tô, sao vậy?" "Hạ Vũ, Hạ Huy bây giờ còn có Hạ Phi nữa?" Tay Tô Yên chống cằm, không chút để ý nói, "Tôi còn cho rằng tên của các cậu đặt theo bốn mùa chứ, một năm bốn mùa đều có đủ cả." Hạ Vũ vừa nghe thấy vậy nhịn không được bật cười, giải thích, cô tôi hiểu nhầm rồi, tôi và Hạ Huy là anh em ruột nhưng Hạ Phi thì không phải, cậu ấy chỉ là đứa nhóc mới 4 tuổi thôi, vừa vặn tên là Hạ Phi mà thôi. Đứa trẻ khoảng 4 tuổi sao? Tôi Yên tò mò nói, không phải là con riêng của Lục Cận Phong đấy chứ. Vừa rồi thấy đại ca nhà các cậu toát ra vẻ hiền lành của người cha già, chắc chắn là con riêng mà đại ca nhà cậu đang che giấu đúng không? Thực ra nếu Lục Cận Phong có mấy đứa con riêng, Tô Yên cũng không bất ngờ. Trước đó nếu Lục Cận Phong không giả vờ nhan sắc bị hủy hoại thì với giá trị nhan sắc và địa vị của anh, chắc chắn có không ít phụ nữ bổ nhào về phía anh. Lục Cận Phong đã ba mấy tuổi rồi, chắc chắn không thể chỉ chạm qua một người phụ nữ là cô. Hạ Vũ vội vàng nói, đại ca tuyệt đối không có con riêng, cô Tô đừng nói đùa, đại ca không có người phụ nữ nào thì lấy đâu ra con riêng chứ. Nhưng mà sau khi nói ra, Hạ Vũ lại nghĩ đến lần đó vào 5 năm, năm trước, Lục Cận Phong bị Lục Thừa mẫn bỏ thuốc, trong lúc không tỉnh táo có ngủ với người phụ kia. Audio điện tử võ tấn bền. Nhưng mà lúc đó vội vàng đi tìm cô Nhã Nhược, bọn họ rời đi, sau đó cộng thêm việc cô Nhã Nhược xảy ra chuyện, đại ca cũng không ngượng dậy nổi nữa. Nhiều năm trôi qua như vậy, chuyện này đã sớm bị lãng quên rồi. Nhưng mà người phụ nữ giúp đại ca giải thuốc, ai cũng không để trong lòng. Nếu Tô Yên không nhắc tới chuyện này thì Hạ Vũ đã sắp quên mất chuyện này rồi. Cậu trung thành với đại ca cậu thật đấy, Tô Yên mỉm cười khiến người ta hơi sởn gai ốc. Ngôn tình sủng, bản thân Lục Cận Phong tự thừa nhận có bạn gái cũ rồi mà Hạ Vũ còn giúp anh giấu giếm. Đúng lúc, Vạn Nhất đi tới đây, nhìn thấy Tô Yên, mỉm cười chào hỏi, "Cô Tô, cô cũng ở đây sao, đại ca đâu rồi?" Bên kia, Tô Yên vươn tay chỉ vào Lục Cận Phong đang gọi điện thoại ở sảnh phụ vẻ mặt anh vạn vui vẻ hớn hở như vậy có chuyện tốt gì sao vạn nhất mỉm cười không giấu gì cô tô gần đây mới có được bức tranh gốc của viên tùng niên vạn nhất đột nhiên nghĩ đến bức tranh lúc trước bị lục cận phong hố mất nói muốn mang đi tặng cho tô yên những lời tiếp theo vội vàng ngừng lại anh ta không thể tiết lộ mình có bức tranh gốc được nếu không lại bị hố lần nữa cho xem vạn nhất cười híp mắt chuyển chủ đề cô tô lúc nào thì có thể uống rượu mừng của cô và đại ca đây từ lúc thân phận của lục cận phong bị lôi ra ánh sáng vạn nhất luôn ngóng trông uống rượu mừng của họ dừng lại tô yên giơ tay giọng nói nhàn nhạt, nhạt tôi và anh ấy chia tay rồi vẫn chưa làm hòa sao vạn nhất nói thầm không phải chứ hiệu suất làm việc của đại ca cũng quá thấp rồi tô yên thong thả uống trà hỏi anh vạn lúc nào thì mang bức tranh gốc của viên tùng niên ra cho chúng tôi thưởng thức đây trong lòng vạn nhất lục bộc một tiếng vẫn là chạy không thoát rồi vạn nhất kiên trì đến cùng nói cô tô cũng thích tác phẩm của viên tùng niên sao thực sự rất thích tác phẩm của ông ấy quan niệm nghệ thuật rất sâu sắc khiến người ta cảm thấy rất yên bình vạn nhất giống như gặp được tri âm tư tưởng lớn gặp nhau vạn nhất trở về mang bức tranh đó đưa đến cho yên yên đi giọng nói của lục cận phong từ phía sau vang lên đại ca vẻ mặt vạn nhất không cam lòng Tô Yên chừng mắt nhìn Lục Cận Phong, anh có khác gì thổ phỉ không, ăn cướp trắng trợn. Nghe thấy vậy, vạn nhất vội vàng gật đầu không ngừng, cuối cùng cũng có người nói hộ tiếng lòng của anh ta rồi. Nhưng mà sự thực chứng minh, anh ta vui mừng quá sớm rồi. Tô Yên còn nói thêm một câu, anh vạn, tôi mang về thưởng thức vài ngày sau đó mang trả lại cho anh. Điều này cũng có khác gì với ăn cướp trắng trợn đâu. Còn nói là trả ư, nếu như không trả thì phải làm sao đây? đúng là không phải người một nhà không vào chung một cửa lục cận phong ho nhẹ một tiếng vạn nhất cam chịu số phận thở dài em về nhà lấy cho anh vạn đợi một chút tô yên đứng dậy có thể đi nhờ xe không tôi muốn quay lại bệnh viện một chuyến lục cận phong vừa nghe thấy tô yên muốn đi đương nhiên là không vui nhưng nghe cô nói muốn quay về bệnh viện cũng không ngăn cản tô duy vừa làm phẫu thuật xong tô yên muốn đến thăm hỏi cũng là chuyện nên làm vạn nhất liếc nhìn Lục Cận Phong, trưng cầu ý kiến của anh. Lục Cận Phong gật gật đầu, sau đó nói với Tô Yên, có chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho anh. Được, Tô Yên vẫy tay, trực tiếp đi theo vạn nhất. Lên xe, đi được một đoạn, vạn nhất tò mò hỏi, cô Tô, cô và đại ca không thể cứ như vậy mãi được, bạn trai nghèo nàn lắc mình trở thành người giàu hàng tỷ, đây không phải là chuyện tốt sao? Đây có lẽ là chuyện tốt, là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng mà... Tô Yên cũng cho là như vậy, nhưng cô vẫn luôn tự tin lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi rụt rè. Tô Yên cười nhạt, anh vạn, cũng không gạt anh, tôi thả rằng anh ấy chỉ là một tài xế lái xe công nghệ thôi. Có thể hiểu được, vạn nhất vừa lái xe vừa nói, người có thân phận địa vị như đại ca, người phụ nữ ở bên cạnh anh ấy, sự khoan dung và sức chịu đựng không phải là chuyện người bình thường có thể tiếp nhận được, kẻ thù của đại ca không ít, nói không chừng còn có thể nguy hiểm đến tính mạng, Tôi đoán, cô Tô lo lắng nhất là lòng trung thành trong tình cảm của Đại ca nhỉ. Tô Yên ngây người, cười khẽ nói, lời nói của anh Vạn rất sắc bén. Mỗi một từ đều nói đến điểm then chốt. Chuyện tình cảm, người ngoài không thể giúp gì được, thời gian là là cách tốt nhất để kiểm chứng tất cả. Vạn Nhất cười nói, ly rượu cưới của hai người sớm muộn gì tôi cũng có thể được uống thôi. Tô Yên nhún vai, thuận theo tự nhiên thôi. Đáy lòng cô không bài xích Lục Cận Phong nếu không cô cũng sẽ không nhẹ dạ cả tin lời nói dối của Lục Cận Phong, nửa đêm mộng du leo lên giường của anh. Vạn nhất đưa Tô Yên đến bệnh viện, sau khi xuống xe Tô Yên nói, anh Vạn, bức tranh gốc của viên tùng niên kia không cần phải đưa cho tôi đâu, tôi chỉ nói đùa thôi. Bức tranh gốc hơn nghìn vạn, Tô Yên sao có thể tranh đoạt được chứ? Vạn nhất mỉm cười, cảm ơn cô Tô Thủ Hạ lưu tình. Tô Yên mỉm cười, xoay người đi vào khu nội trú. Ra khỏi thang máy, Cô đột nhiên nhìn thấy một người quen, trong lòng Tô Yên chấn động, có chút thất thố đuổi theo người phụ nữ trung niên đằng trước. Ở góc cầu thang, Tô Yên lên tiếng gọi lại bác sĩ trương. Người phụ nữ dừng bước quay đầu lại, nhìn thấy Tô Yên, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ và áy náy, ánh mắt lóe lên cô, cô là Tô Yên sao? Là tôi đây. Tô Yên kích động đi lên phía trước, người này chính là bác sĩ năm đó đã đỡ đẻ cho cô năm đó sau khi sinh đứa bé, toàn bộ những người đỡ đẻ cho Tô Yên đều từ chức. Là kiệt tác của Tô Đình Nghiêm. Ông ta sẽ không để cho mọi người biết con gái ông ta chưa kết hôn đã sinh con, mất mặt xấu hổ. Mấy năm rồi, cô không ngờ lại gặp lại bác sĩ Trương ở đây. Trương 92, tìm thấy tung tích của đứa bé. Tô Yên vô cùng kích động, lời nói của Tần Phương Linh và Tô Vân đều không thể tin được, lời của Tô Đình Nghiêm cũng không thể tin được, Cô chỉ có thể dựa vào bản thân mình để tìm đáp án thôi. Bác sĩ Trương, bà bận không? Có thể cùng nhau ăn bữa cơm không? Tô Yên không trực tiếp dò hỏi tung tích của đứa bé. Trương Lan Hương biết, hơn 4 năm rồi, nên tới rồi, bà ta cũng không thể trốn tránh mãi được nữa. "Có thể." Trương Lan Hương gật gật đầu. Tô Yên dẫn người đến nhà hàng gần bệnh viện gọi vài món ăn, rất nhiệt tình, "Bác sĩ Trương, thích ăn cái gì, cứ tùy ý gọi nhé." "Cảm ơn." những thứ này là đủ rồi. Trương Lan Hương cũng không phải là lòng tham không đấy, cô Tô, cô xinh đẹp hơn trước rất nhiều, vừa rồi thiếu chút nữa tôi không nhận ra đấy. Bác sĩ Trương, tôi đã từng tới tìm bà nhưng bà từ trước rồi, tôi biết là do cha tôi làm. Tô Yên nhìn Trương Lan Hương, bác sĩ Trương, tôi sẽ không vòng vo nữa, bà có thể nói thật cho tôi biết, con của tôi còn sống hay đã chết. Lời của Tô Yên khiến sắc mặt Trương Lan Hương hiện lên vẻ kinh ngạc, là, là ngài tôi nói đứa bé đã chết rồi sao? Cha tôi nói, sau khi đứa bé được sinh ra thì không cứu được, là thật sao? Tô Yên nhìn chằm chằm Trương Lan Hương, không dám bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào trên mặt bà ta cả. Bàn tay bưng ly trà của Trương Lan Hương có hơi run rẩy, đôi mắt không dám nhìn thẳng Tô Yên. Năm đó, lúc đứa bé được sinh ra, Trương Lan Hương ngừng lại. Tô Yên vội vàng hỏi, lúc sinh ra thế nào? Bác sĩ Trương Hy vọng bà đứng ở cương vị cùng là một người mẹ nói thật cho tôi biết được không, đứa bé tôi mang thai 10 tháng còn chưa được nhìn thấy nó lần nào, bà là hy vọng duy nhất của tôi, bà sẽ không nhẫn tâm nhìn tôi đến lúc chết cũng không biết con mình còn sống hay đã chết chứ? Trương Lan Hương cũng là một người mẹ, tâm tình của người mẹ bà ta đương nhiên hiểu được. Chuyện năm đó quá thất đức, trong lòng Trương Lan Hương vô cùng hổ thẹn, mấy năm nay trong lòng vẫn luôn cảm thấy bất an. Trương Lan Hương do dự nói, cô Tô con của cô chưa chết, hơn nữa còn lại một cặp song sinh trai khác trứng rất đẹp. Cái gì? Tô Yên vừa kinh ngạc vừa kích động nói không thành lời, cô nhìn Trương Lan Hương, nước mắt cứ như thế rơi xuống. Con cô chưa chết, hơn nữa còn có hai bé. Năm đó sau khi mang thai, cô bị Tô Đình Nghiêm giam giữ, căn bản chưa một lần được đi khám thai, nên không biết mình mang thai đôi. Sau khi Trương Lan Hương nói xong, có cảm giác như chút được gánh nặng. Mà cảm xúc của Tô Yên cũng rất lâu mới có thể bình tĩnh lại được. Cô vui mừng đến bật khóc, nước mắt lăn dài, có hơi nói năng lộn xộn, "Các con tôi chưa chết, bọn chúng vẫn còn sống, vẫn còn sống." Trương Lan Hương thấy vậy cũng vô cùng lo lắng, khóe mắt ướt át, "Không chết, còn là hai cục cưng nhỏ vô cùng xinh đẹp và khỏe mạnh. Bọn chúng đang ở đâu?" Tô Yên kích động cầm lấy tay Trương Lan Hương, "Bác sĩ Trương, con tôi ở đâu? Bà biết không?" "Tôi cũng không biết." Trương Lan Hương khổ sở lắc đầu, lúc đó chúng tôi chỉ phụ trách đỡ đẻ cho cô, còn đứa bé thì giao cho ngài Tô. Cô bị lừa rồi, Tô Đình Nghiêm lừa cô suốt 4 năm. Trương Lan Hương nhớ tới một chuyện nói, nhưng mà tôi nhớ rõ một trong hai đứa bé có một cái bớt hình tròn màu xanh ở sau tai. Bớt màu xanh sao? Tô Yên khóc không thành tiếng, sau đó nắm lấy tay Trương Lan Hương, "Bác sĩ Trương, cảm ơn bà, cảm ơn." Biết được con mình con sống hơn nữa còn là hai bé trai đáng yêu, Tô Yên cũng nhịn không nổi nữa. Sau khi rời khỏi nhà hàng, cô trực tiếp đi đến nhà họ Tô. Trời đã tối rồi, hơn nữa còn mưa lớn nữa. Tô Duy gọi điện thoại tới, giọng nói yếu ớt chị, chị đang ở đâu thế? Tiểu Duy, chỉ có chút việc, quay về nhà họ Tô một chuyến đã, xong việc sẽ đến tìm em ngay. Biệt thự nhà họ Tô. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Mưa to như thác nước, Tô yên xuống xe, trực tiếp lao vào màn mưa, trong chốc lát cả người ướt súng. Vẻ mặt Tô Yên rất lạnh lùng, cô đi tới cửa, vươn tay ấn chuông cửa. Tô Yên ấn chuông không ngừng, tiếng chuông cửa rồn dập trong đêm mưa nghe vô cùng chói tai. Trong phòng truyền đến tiếng bước chân, Tô Đình nghiêm mặc quần áo ở nhà, mở cửa, nhìn thấy cả người Tô Yên ướt súng, sửng sốt một lúc. Trong tay Tô Đình nghiêm sách bình rượu, gương mặt đầy dâu ria, vô cùng lôi thôi nhếch nhác, cả người toàn mùi rượu. Kể từ khi biết Tần Phương Linh phản bội mình, ông ta không ngượng dậy nổi nữa, làm ổ trong nhà tự sa ngã, uống rượu giải sầu. Sống hơn nửa đời người cũng chỉ là một trò cười, cả đời dày công tính toán lại bị người đầu ấp tay gối với mình tính toán lửa gạt hơn 20 năm, tự tin và lòng tự tôn bị dẫm đạp dưới chân, Tô Đình Nghiêm sụp đổ. Tô Yên nhìn chằm chằm Tô Đình Nghiêm, ánh mắt so với băng còn lạnh hơn, quát ầm lên, hai đứa bé của tôi rốt cuộc đã bị ông ném đi đâu rồi? Một người đứng ở ngoài cửa, một người đứng bên trong cửa, mưa to gió lớn. Giọng nói của Tô Yên giống như đang khóc thút thít, vô cùng phẫn nộ, hai tay nắm chặt thành quyền. Tô Đình Nhiêm bị khí thế của Tô Yên dọa sợ, theo bản năng lùi ra sau một bước. "Mày, mày biết rồi sao?" Nếu như Tô Yên không biết thì sẽ không hỏi đến chuyện hai đứa bé. Tô Yên bước một chân vào, ánh mắt sắc bén như dao cha, dù sao ông cũng là ông ngoại ruột của hai đứa bé cho dù không phải vinh dự gì nhưng cũng là hai mạng người, sao ông có thể máu lạnh như vậy chứ? Tô Yên từng bước tới giận, Tô Đình Nghiêm từng bước lùi về phía sau. Ông đã xử lý chúng như thế nào rồi? Người đâu rồi? Tô Yên chảy nước mắt, vẻ mặt và ánh mắt đều rất lạnh lùng. Nước mưa theo gương mặt chảy xuống sàn nhà, ai cũng không biết bên trong đó có lẫn nước mắt không. Chân Tô Đình Nghiêm mềm nhún, ngồi sập xuống đất, đột nhiên nước mắt chảy đầy mặt, Tiểu Yên, Cha có lỗi với con, có lỗi với con." Tô Đình Nghiêm ôm chân Tô Yên, khóc bù lu bù loa, điều này có liên quan đến chuyện uống rượu. Tô Đình Nghiêm ngày thường, ở trước mặt Tô Yên luôn giữ dáng vẻ nghiêm khắc của một người cha, sau khi Tô Yên trở thành con gái nuôi của Lý Mộc Sinh, thái độ của Tô Đình Nghiêm mới tốt hơn một chút. Tô Yên nhắm mắt thật sau, nhìn chằm chằm Tô Đình Nghiêm dưới chân, tôi chỉ muốn biết, các con tôi đang ở đâu? ông đã khiến tôi khuyết thiếu mất 4 năm trong sinh mệnh của chúng rồi bây giờ ông còn muốn chia cắt mẹ con chúng tôi cả đời sao? Tiểu Yên, chúng là con hoang, lai lịch bất chính, nếu như con tìm chúng quay về, con sẽ bị hủy hoại. Tô Đình Nhiêm nắm lấy ống quần của Tô Yên, Tiểu Yên, nghe lời cha nói đi, quên đi, tên tội phạm cưỡng gian kia không phải đã bị bắt rồi sao? Chuyện này cứ như vậy cho qua đi, chẳng lẽ con còn muốn nuôi con của tội phạm cưỡng gian sao? Đó là con của tôi hai mắt Tô Yên đỏ lên, cô ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ áo của Tô Đình Nghiêm, tôi hỏi ông một lần cuối cùng, bọn chúng ở đâu, nếu không, đợi đến lúc nhà họ Tô suy tàn, tôi tuyệt đối sẽ không tiếp nhận cục diện dối rắm mà ông lưu lại đâu. Tập đoàn Tô Thị là niềm tin mấy chục năm của Tô Đình Nghiêm, cho dù ông ta xa suốt cũng không muốn nhìn thấy nó sụp đổ. Cha không biết, cha cho người xử lý, bảo ném vào một trại mồ côi. Tô Yên khích động truy hỏi, tên của trại mồ côi đó là gì, ở chỗ nào? Trại mồ côi thiên sứ bảo bối, Tô Đình nhiêm uống nhiều quá, khuôn mặt đỏ lên, ông ta say khướt đứng lên, tiểu yên, con phải suy nghĩ cho kỹ, tìm hai đứa bé kia về, nửa đời sau của con sẽ bị phá hủy, mang theo hai đứa bé đó, ai muốn con chứ? Nửa đời trước của tôi đã bị ông hủy hoại rồi, nửa đời sau tôi sống thế nào đó là chuyện của tôi. 171 2340 chương 93, Tô Yên tỏ tình. Tô Yên đã rời khỏi nhà họ Tô, bất chấp mưa to, cô gọi điện cho An Hinh. Lúc An Hinh lái xe đến, cô ấy nhìn thấy Tô Yên đang ngồi ở ven đường cũng không thèm tránh mưa. Cậu bị điên rồi. An Hinh cầm ô chạy tới, nước bắn tung tóe. Tô Yên ngẩng đầu lên, cười với An Hinh, nhiều năm sau An Hinh vẫn còn cào nhầu với cô, lúc này dáng vẻ của cô có bao nhiêu chật vật. Nước mưa gột rửa khiến Tô Yên tỉnh táo hơn nhiều lên xe, An Hinh vội vàng tìm khăn lông lau khô cho cô, trước tiên lau khô tóc đã, cẩn thận kẻo bị cảm đấy. An Hinh nhìn có vẻ hấp tấp nhưng thực ra lại rất cẩn thận. Hình hình của mình cũng quá chi kỷ rồi. Tô Yên cười, vươn tay ra nắm lấy cằm của An Hinh, đùa giỡn nói, đêm nay để mình tới chỗ cậu qua đếm nhé. Đương nhiên rồi, An Hinh cũng không hỏi xem Tô Yên đã xảy ra chuyện gì. Bản thân An Hinh có nhà ở ngoài, thỉnh thoảng sẽ qua đó ở. Tô Yên tắm nước nóng cho đỡ lạnh, cả người cảm thấy khoan khoái dễ chịu hơn nhiều, từ phòng tắm đi ra, An Hinh đã nấu xong canh gừng. Uống bát canh này đi, An Hinh ngồi xuống, Tô Yên, dáng vẻ cậu ngồi dầm mưa vừa rồi rất dọa người đấy. Tô Yên cười với An Hinh, xin lỗi, lại khiến cậu lo lắng rồi. Thở dài một hơi, Tô Yên nhìn mưa to ngoài cửa sổ, Hinh Hinh, mới vừa rồi, mình đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, làm người nếu quá hiền lành thì sẽ bị người lấn tới. An Hinh vội hỏi, có phải mẹ con Tô Vân và Tần Phương Linh lại làm ra chuyện gì điên rồ không? Tô Yên lắc đầu, im lặng một lúc rồi nói, con của mình còn sống, ngay vừa rồi, cuối cùng cha mình đã thừa nhận, hơn nữa lại còn là cặp song sinh trai khác chứng. Cái gì? An Hinh sợ hãi, Tô Yên, thế đứa bé kia ở nơi nào? Trại mồ côi thiên sứ bảo bối, Tô Yên cố gắng kìm nén cảm xúc muốn lập tức nhìn thấy bọn nhỏ, nói, đợi tạnh mưa, mình sẽ đi tìm bọn nhỏ thời gian một đêm cũng đủ để cô chuẩn bị tâm lý. Tô Yên, ý của cậu là muốn đón bọn nhỏ về sao? An Hinh muốn nói lại thôi, đến lúc đó cậu sẽ giải thích thế nào với Lục Cận Phong? Bạn gái của mình tự nhiên lại có hai đứa con, như vậy chẳng phải các người càng khó quay lại với nhau hay sao? Khoảng cách quá lớn, mình sợ. Hinh Hinh, cho dù không có bọn nhỏ, thì sự tranh lệch của bọn mình cũng quá lớn, anh ấy không phải tài xế công nghệ mà là người đứng đầu nhà họ Lục, Lục Cận Phong, Trước đó Tô Yên cũng không nói chuyện này cho An Hinh biết. An Hinh lại bị dọa đến choáng váng. Chỉ một đêm mà bị giáng cho hai quả bom nguyên tử, An Hinh bị nổ cho rối tinh rối mù rồi. Lục Cận Phong là cậu cả nhà họ Lục, An Hinh lắp bắp nói, Tô Yên, vậy mà cậu lại hẹn hò với cậu cả nhà họ Lục, không đúng, không phải anh ta bị thọt à. Mặt còn bị hủy dung nữa. Ôi, mình hiểu rồi, anh ta hóa trang phải không? Nhưng anh ta hóa trang làm gì? chẳng lẽ là để thử lòng cậu? Trong đầu An Hinh làm sao có thể nghĩ đến âm mưu đấu đá trong gia đình chứ? Tô Yên bưng bát canh gừng lên, ngồi trên ghế salon nói, Hinh Hinh, đó là một bí mật, cậu tạm thời giữ bí mật giúp mình nhé, lục cận phong có tính toán của anh ấy. Yên tâm, yên tâm, miệng mình kín lắm, An Hinh biết rõ cái gì nên nói cái gì không, nhưng mà Tô Yên này, cậu muốn mang bọn nhỏ về liệu cậu cả nhà họ lục đó có đồng ý không? Trước đó người ta vì cứu cậu mà đến mạng cũng không cần, chắc chắn là rất yêu cậu. Tô Yên im lặng, đây chính là nguyên nhân tại sao cô vẫn chưa đồng ý quay lại với Lục Cận Phong. Tô Yên, trong lòng cậu nghĩ như thế nào? Cậu có yêu Lục Cận Phong hay không? Vẻ mặt An Hinh hiếu kỳ hỏi. Tô Yên lấy tay chọc chọc chán của An Hinh, cong môi cười nói, sao hôm nay cậu toàn nói giúp cho anh ấy thế, anh ấy hối lộ cậu cái gì hả? À? Lục Cận Phong, đây chính là người đàn ông cấp bậc kim cương đấy trước kia đi cả nhắc thì không nói làm gì, hiện tại biết anh ta là một người đàn ông đẹp trai tài giỏi như vậy, vậy thì phải giữ chặt lấy, cậu đúng là ngốc. An Hinh lường Tô Yên, ôm chặt đùi của Lục Cận Phong, không phải đồng nghĩa với việc cậu có thể đi ngang ở đế đâu à. Tô Yên giở khóc giở cười, con cua mới đi ngang. Mình đang nói chuyện nghiêm túc đấy, không được cười. Tiểu công chúa An Hinh tức giận. Tô Yên bật cười nói, dáng vẻ tức giận của cậu thật giống vũ mặc. Tô Yên đứng lên, cầm bát canh đền trước cửa sổ, nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ và chính mình trên gương. An Hinh lặng lẽ lấy điện thoại ra ấn mở ghi âm, giấu ở phía sau. Mình không phủ nhận, mình thích lục cận phong, mỗi lần anh ấy xuất hiện, mình cảm thấy như mùa xuân đột nhiên xuất hiện vậy, rất ấm áp. Tô Yên nhớ đến lục cận phong, khóe môi bất giác cong lên, quá khứ của mình không thể nào thay đổi được. Nếu như anh ấy nguyện ý tiếp nhận quá khứ của mình thì mình cũng sẽ đánh cực một lần, không quan tâm thắng thua. Đây mới là Tô Yên mà mình quen, An Hình cầm điện thoại tiến lại gần hơn, vậy phải làm sao cậu mới tin tưởng anh ta thực sự nguyện ý? Tô Yên lắc đầu, Mĩnh cũng không biết, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Hai chữ nguyện ý này cho tới bây giờ cũng không phải chỉ cần nói ngoài miệng mà thôi. Hiện tại Tô Yên đang ở trong giai đoạn tự ti nhạy cảm, cho dù Lục Cận Phong có nói nguyện ý thì cô vẫn sẽ do dự. Cũng muộn rồi, Tô Yên, cậu đi nghỉ sớm đi. An Hinh cười nói, ngày mai mình cùng cậu đi trại mồ côi. Ừm, Tô Yên thật sự mệt mỏi. Nhìn thấy Tô Yên đi về phòng nghỉ ngơi, An Hinh lấy điện thoại ra, lưu đoạn ghi âm vừa rồi lại. Đoạn tình cảm của Tô Yên và Lục Cận Phong này, bằng mọi giá cô sẽ không để hai người tách ra đâu. Cô chắc chắn sẽ nghĩ được cách khiến hai người họ quay lại với nhau. Hôm sau, trời vừa sáng, Tô Yên đã tỉnh. Cô đã không thể chờ được nữa, muốn lập tức tới trại mồ côi đón con về. Trên đường đi, An Hinh ngáp lên ngáp xuống hỏi, Tô Yên, hai đứa trẻ cũng hơn 4 tuổi rồi, nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ không nhận ra, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý chưa? Vẫn có chút hồi hộp, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện cô muốn đến gặp con. Nhưng khi đến trại mồ côi, Tô Yên không khỏi trợn tròn mắt nhìn. Trại mồ côi thiên sứ bảo bối đang dỡ ra xây lại. Tô Yên sốt ruột Cô vội vàng xuống xe, bắt lấy một anh công nhân hỏi, những đứa trẻ trong này đâu? Tại sao lại phá trại mồ côi này đi? Ở đây muốn xây cửa hàng, còn về những đứa trẻ kia thì tôi cũng không biết. Tô Yên tìm được viên trưởng cũ của trại mồ côi, lúc này mới biết 3 tháng trước những đứa trẻ trong trại mồ côi đã được phân chia đến các trại mồ côi khác. Mảnh đất này đã bị nhà đầu tư đòi lại, muốn xây cửa hàng, điều trùng hợp chính là đây lại là hạng mục của tập đoàn Lục thị. Tô Yên vội vàng hỏi: "Viện trưởng, tôi muốn hỏi một chút, 4 năm trước trại mồ côi có tiếp nhận một cặp sinh đôi nam khác trứng hay không? Với lại hiện giờ bọn trẻ đang ở đâu?" Viện trưởng Lý là một người đàn ông trung niên, vừa nhắc đến chuyện bọn trẻ, con ngươi sau tấm kính xoẹt qua một tia chột dạ. "Cặp song sinh nam khác trứng gì chứ, không có đâu, cô gái này có phải cô nhớ nhầm hay không?" Năm đó, đứa trẻ bị ném ở sân của trại mồ côi, đã nhiều năm như vậy, cũng không có ai đến tìm. Tại sao hôm nay đột nhiên lại có người đến vậy? Làm sao có thể không có chứ? Ông cố gắng nhớ lại xem, 4 năm trước chắc chắn có. Tô Yên có chút mất kiểm soát, chẳng lẽ tôi đình nghiêm lừa cô sao? Viện trưởng Lý giả vờ suy nghĩ, rồi vỗ vào sau gáy, "Tôi nhớ ra rồi, là một cặp, nhưng vừa đến trại mồ côi được mấy ngày thì đã có người nhận nuôi rồi, thời gian qua lâu rồi, những đứa trẻ đến trại cũng nhiều lắm, nên trong phút chốc cũng không nhớ được." Trong lòng Tô Yên vui vẻ, vậy có phương thức liên hệ của người nhận nuôi không? Không có, hồ sơ của bọn trẻ 4 năm trước đã bị hỏa hoạn đốt sạch rồi. Lời này thì không phải nói dối, hơn nữa kẻ đầu sỏ gây ra trận hỏa hoạn đó chính là cặp anh em sinh đôi đó. Chương 94, Lục Cận Phong ôm cô ngồi trên bồn cầu. Vừa có chút manh mối thì lại đứt đoạn rồi. Tô Yên hồn bay phách lạc ngồi vào xe, An Hình cũng không biết nên an ủi cô như thế nào. Tô Yên, có lẽ đây là ý trời, cậu cũng đừng nản lòng, chỉ cần người vẫn còn trên đời này thì sẽ có ngày tìm được." Tô Yên thở dài một hơi, trong lòng có cảm giác mất mát và thả lỏng không nói nên lời. "Có lẽ, đây thật sự là ý trời." Lúc này, điện thoại của Tô Yên vang lên, là Lưu Hạo gọi đến, "Tô Yên, sao cô còn chưa đến làm nữa? Còn nửa tiếng nữa là bắt đầu học rồi, mọi người đều đang đợi tài liệu ở chỗ cô đấy." Lúc này Tô Yên mới nhớ ra vội xin lỗi, quản lý lưu, tôi sẽ tới ngay, thật là ngại quá. Sau khi cúp điện thoại, tôi yên cũng không quan tâm đến việc không tìm được con nữa, nói với An Hinh, Hinh Hinh, mau đưa mình đến tổng công ty của tập đoàn Lục Thị. Sao cô lại quên mất chuyện quan trọng này thế? Được, An Hinh cũng nghe thấy nội trong cuộc điện thoại lúc nãy, nói từ đây đến công ty, nhiều nhất cũng chỉ mất nửa tiếng, sẽ không trễ đâu. Kỹ thuật lái xe của An Hinh là việc không cần phải nghi ngờ. Tô Yên quay về trạng thái làm việc, cả người đều trở nên khác biệt. Đến công ty, Tô Yên vội vàng đi vào thang máy, đúng lúc gặp Vạn Nhất đi ra khỏi thang máy dành riêng cho chủ tịch. "Cô Tô, cô vội vàng như vậy làm gì?" Vạn Nhất tò mò hỏi. "Còn 3 phút nữa là cuộc họp bắt đầu rồi, mà tài liệu vẫn còn nằm trong máy tính của tôi." Tô Yên xuống xe thì lập tức chạy vào đây, lúc này cô đang không ngừng thở dốc. Vạn Nhất cười nói, "Cuộc họp đã rời 20 phút rồi." cô không cần gấp như vậy. Đúng rồi, đi thang máy này đi, đi thẳng lên, không cần dừng lại ở giữa. Tô Yên cũng đã từng đi thang máy dành riêng cho chủ tịch một lần, nên cũng không ngại đi lần thứ hai. Cảm ơn anh Vạn. Dù cuộc họp đã được rời 20 phút, nhưng Tô Yên vẫn rất gấp, cô còn phải chuẩn bị vài thứ. Tô Yên đi thang máy lên, Vạn nhất ấn số điện thoại của Lục Cận Phong, em vừa gặp cô Tô, cô ấy vội vàng đến công ty, gấp rút chuẩn bị cho cuộc họp, nên em đã nói với cô ấy là cuộc họp đã được rời 20 phút. Phòng làm việc của chủ tịch. Sau khi lục cận phòng cúp điện thoại, anh nói với thư ký đang đứng ở bên cạnh Emily, thông báo cho mọi người rời cuộc họp 20 phút. Vâng, Emily lập tức đi thông báo. Tô Yên vội vàng gấp rút đi vào chỗ của mình, uống một ngụm nước trước, rồi mở máy tính ra, mau chóng sắp xếp tài liệu. Lưu Hạo đi qua nói, Tô Yên, cô không gần gấp gáp quá, cuộc họp rời 20 phút rồi, 10 giờ rưỡi mới bắt đầu. Vâng, tôi biết rồi. Tô Yên cười tỏ vẻ xin lỗi, quản lý lưu, thật ngại quá, gây thêm phiền phức cho anh rồi. Có gì đâu, lần sau cô có việc thì cứ nói trước một tiếng, hoặc là gửi tài liệu cho tôi trước cũng được. Được. Tô Yên sắp xếp xong tài liệu, đi theo Lưu Hạo vào phòng họp, các cấp cao trong công ty cũng lần lượt đi vào. Hai cha con Lục Thừa Mẫn và Lục Gia Hành cũng đã đến, theo sát sau đó là Lục Minh Khánh xem ra hôm nay thật sự không phải là cuộc họp bình thường. tô yên ngồi ở hàng cuối cùng, có hơi tàng hình, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn vào cô, khiến cô rất không thoải mái. là ánh mắt của lục thừa mẫn. tô yên trực tiếp đón nhận ánh mắt của lục thừa mẫn, thẳng thắng, đúng mực. lục thừa mẫn mỉm cười với tô yên một cái, gật gật đầu, giống như quan hệ của hai người rất tốt phây. tô yên thu ánh mắt về, sắc mặt thản nhiên. Lục Minh Khánh ngồi ở bên trái nhìn Tô Yên một cái, rồi lại nhìn Lục Thừa Mẫn, đôi mắt hơi híp lại. Trên cơ bản, tất cả mọi người đều đã đến đủ, chỉ có vị trí đầu tiên là còn trống. Lục Cận Phong vẫn chưa đến. Vào lúc này, cửa phòng họp lại bị đẩy ra lần nữa. Emily đẩy Lục Cận Phong vào, bầu không khí của cả phòng họp trong phút chốc trở nên nặng nề. Trong vô hình khiến người khác hít thở không thông. Ánh mắt sắc bén của Lục Cận Phong quét nhìn tất cả mọi người có mặt tại đây một cái, giọng nói lạnh lùng, "Bắt đầu đi." Theo lời ra lệnh của Lục Cận Phong, chủ quản của bộ phận kinh doanh lập tức đi lên bục, bắt đầu báo cáo dự án Kim Thủy Loan. Vòng 1 của dự án Kim Thủy Loan đã kết thúc, vòng 2 sắp tới đây. Tô Yên mãi nghe đến xuất thần, rõ ràng nhiệt độ của điều hòa trong phòng họp không hề thấp, nhưng cô lại cảm thấy rất lạnh, tay chân cũng hơi mệt mỏi không có sức. Tô Yên nắm chặt đấm tay, Định chống lại sự khó chịu trong cơ thể. Tô Yên, tổ chúng ta sẽ do cô lên báo cáo nhé. Được, Tô Yên tập trung tinh thần, bước lên bục. Đứng dưới máy chiếu, Tô Yên nhìn Lục Cận Phong ngồi ở bàn họp ở phía đối diện. Có lẽ là vì ánh đèn nên cô không nhìn thấy rõ ánh mắt dưới mặt nạ của anh có phải cũng đang nhìn cô chăm chú hay không. Tô Yên hít sâu một hơi, mau chóng tiến vào trạng thái, bắt đầu báo cáo. Tô Yên đứng ở trên bục mọi cử chỉ đều lộ ra sự tự tin và ung dung và cả sức hấp dẫn khiến người khác không thể rời mắt lục cận phong bắt chéo hai tay ngón tay cái nhẹ nhàng ma sát tới lui ánh mắt anh rơi trên người tô yên từ nãy đến giờ vẫn luôn không rời đi dưới lớp mặt nạ đôi môi mỏng cong lên một độ cong nhỏ tô yên thay đổi lưu loát vài loại ngôn ngữ giọng nói dễ nghe khiến người nghe vô cùng thoải mái lục minh khánh nhìn tô yên ở trên bục ánh mắt trở nên u ám Cô là ngôi sao sáng nhất trong bầu trời, nhưng anh ta lại không phải là bầu trời đó của cô. Hai cha con Lục Thừa Mẫn và Lục Gia Hành âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau, khi Tô Yên báo cáo xong, Lục Thừa Mẫn vỗ tay khen ngợi, cô Tô nói rất hay. Sau đó, những người khác đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng vỗ tay theo, cười gật đầu, lần lượt nói, đúng là nói rất hay. Lục Thừa Mẫn đang cố ý khen Tô Yên để người khác cho rằng Tô Yên là người của anh ta. Tô Yên liếc Lục Thừa mẫn một cái, sau đó mỉm cười theo phép lịch sự với mọi người, cúi người chào rồi đi xuống. Đôi mắt hẹp dài của Lục Cận Phong híp lại, Lục Thừa mẫn lại mở miệng nói, anh cả, dự án Kim Thủy Loan không còn vấn đề gì nữa, có sự dẫn dắt của anh cả, mọi người đều rất yên tâm. Lục Cận Phong giật giật khóe môi, mang theo chút lạnh lùng, dự án ngoại ô phía tây của Phó Tổng Giám Đốc Lục tiến hành đến đâu rồi? Lục Thừa mẫn, đội thi công đang tháo dỡ đợi tháo rỡ trại mồ côi xong thì sẽ lập tức có thể khởi công tim Tô yên thất lại trại mồ côi thiên sứ bảo bối là dự án trong tay lục thừa mẫn sao lục minh khánh mở miệng khi nhận được tín hiệu từ lục cận phong anh hai đúng là mạnh mẽ vang dội tôi nghe nói trại mồ hôi có không ít trẻ em bị bệnh nặng không biết anh hai sắp xếp như thế nào việc này thì em ba cứ yên tâm mỗi đứa nhỏ đều được sắp xếp ổn thỏa những đứa trẻ bị bệnh cũng đều được đưa đến bệnh viện chữa trị Lục thừa mẫn cười nhìn về phía lục cận phong, anh hai, trị liệu cho đám trẻ này cần tốn phí, tôi cảm thấy chúng ta nên bỏ ra. Đây là lấy tiền của công ty để một mình lục thừa mẫn làm chuyện tốt, tiền là do công ty bỏ ra, còn danh tiếng lại do lục thừa mẫn hưởng. Tính toán thật là hay. Lục cận phong thản nhiên nói, phó tổng giám đốc lục bằng lòng lấy tiền ra để giúp mấy đứa nhỏ, thật là khiến người khác rất cảm động. Lục Minh Khánh cười nói phụ họa theo, "Tôi nghe nói mấy năm nay anh Hai làm không ít việc thiện, lấy chút tiền để giúp mấy bạn nhỏ, anh Hai chắc chắn sẽ không từ chối. Tôi xin thay mặt các bạn nhỏ của trại mồ côi cảm ơn anh Hai trước nhé." Lục Thừa mẫn bị hai người này kẻ sướng người họa khiến cho tức đến mức xấu hổ. Tô Yên cảm thấy cơ thể của mình lúc lạnh lúc nóng, rất khó chịu, cô thấp giọng chào Lưu Hạo một tiếng rồi đi ra ngoài từ cửa sau. Tô Yên đi thẳng vào nhà vệ sinh tay vừa chạm vào nước đã cảm thấy rất đau. Đầu cũng bắt đầu đau nhói. Khó chịu à. Đằng sau đột nhiên xuất hiện một giọng nói trầm dày. Khi Tô Yên nhìn rõ đó là Lục Cận Phong thì rất ngạc nhiên, không phải anh đang họp sao. Đây là nhà vệ sinh nữ đấy. Anh tạm dừng cuộc họp rồi. Lục Cận Phong sờ sờ chán Tô Yên, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, em phát sốt rồi. Khi Tô Yên rời rời khỏi phòng họp, Lục Cận Phong đã chú ý đến rồi, nên anh lập tức tạm dừng cuộc họp có lẽ là do tối hôm qua dầm mưa đầu tôi yên đúng là đang rất mê man lần nào lúc cô phát sốt cả người cũng đều đau nhức anh đưa em đi nghỉ ngơi lục cận phong ôm cô lên vừa định đi ra ngoài đột nhiên có tiếng bước chân đi về phía bên này Tô yên hơi hoảng loạn cô không phải sợ người khác nhìn thấy cô và lục cận phong đang ở trong nhà vệ sinh nữ mà là lo lắng chuyện lục cận phong giả què bị bại lộ Tô Yên chỉ chỉ một phòng, đè thấp giọng nói, vào trong đó trốn trước đi. Vốn dĩ ý của Tô Yên là bảo Lục Cận Phong vào trong đó trốn, ai ngờ anh lại ôm luôn cô vào trốn cùng, hơn nữa còn ngồi trên bồn cầu. Lục Cận Phong ôm cô ngồi trên bồn cầu. Cảnh tượng này, trước đây Tô Yên không hề dám nghĩ đến. Hai người cùng nhau chen chúc trong đây, đột nhiên Tô Yên cảm thấy căn phòng này thật nhỏ, cô muốn xuống đất cũng chẳng có chỗ để đứng. Tô Yên lạnh đến dùng mình một cái, Phòng ôm của Lục Cận Phong rất ấm áp, khiến cô nhất thời chìm sâu vào đó. Vào lúc này, bên ngoài phòng truyền đến giọng nói của đồng nghiệp. Cô nói xem, Phó tổng giám đốc Lục có phải là nhìn chúng tôi yên rồi không? Chương 95, cùng vận động. Mấy lời đồn đại trong công ty truyền đi thật nhanh. Lục thừa mẫn cũng chỉ là khen cô một câu trong phòng họp, thế mà đã lập tức bị nói là nhìn chúng cô. Tô Yên vô thức liếc nhìn sắc mặt của Lục Cận Phong một cái, nhưng anh đang đeo mặt nạ vốn dĩ chẳng nhìn thấy được gì. Giọng nói bên ngoài lại vang lên lần nữa. Cũng không phải là không thể, tội yên là con gái nuôi của Lý Mục Sinh đấy, thân phận và bối cảnh đều đã đặt ngay trước mặt, cộng thêm vẻ ngoài lại xinh đẹp, nói không chừng Phó Tổng Giám Đốc Lục đã thật sự nhìn chúng cô ta đấy. Cô ta thật là có số đào hoa, thời gian trước có một người đàn ông ngày nào cũng tặng hoa đến công ty, bây giờ còn quyến rũ Phó Tổng Giám Đốc Lục, chật chật. Do người ta có thủ đoạn cao siêu đó, Người đàn ông tặng hoa kia có thể so được với phó tổng giám đốc lục của chúng ta sao? Một người đàn ông tặng hoa thì tính là gì, các cô không biết đó thôi, trước kia Tô Yên từng có bạn trai, sau khi đến tổng công ty chúng ta thì đã đá người ta đi rồi. Không phải chứ, thật hay giả vậy? Tôi có một người bạn làm ở công ty con, là do cô ấy nói với tôi đấy, đừng nhìn bên ngoài Tô Yên trông có vẻ thuần khiết, thực chất lại là một hải vương đấy. Có người hỏi, Hải vương là cái gì? tôi cũng không biết chỉ biết là giả vờ thuần khiết thực ra là có rất nhiều lốp dự phòng mấy người cười vang khó trách thủ đoạn lại cao siêu như vậy đến phó tổng giám đốc lục cũng có thể dụ dỗ nếu cô ta thật sự dụ dỗ được phó tổng giám đốc lục chắc chắn sẽ không cần lốp dự phòng kia nữa ai bảo người ta xinh đẹp chứ đàn ông lại là loại không có tự trọng bộ phận chúng ta có mấy người đàn ông cũng đều thích cô ta đấy mấy người này càng nói càng quá đáng tôi yên cứ luôn tưởng rằng quan hệ của cô với đồng nghiệp trong công ty không tệ, nhưng bây giờ cô mới biết, đẹp chính là nguồn gốc của tội lỗi. Giọng nói bên ngoài đã dừng lại, tiếng bước chân dần dần đi xa, lúc này Tô Yên mới phản ứng kịp cô vẫn còn đang ở trong ngực của Lục Cận Phong. Lục Cận, Tô Yên ngẩng đầu, đón nhận đôi mắt sâu thẳng của Lục Cận Phong, những lời phía sau đều bị nghẹn trở về. Chẳng lẽ anh không có sức hút bằng Lục Thừa Mẫn sao? Lục Cận Phong hừ nhẹ một tiếng đưa tay sờ vòng eo của Tô Yên, Yên Yên, anh muốn giấu em đi. Eo Tô Yên cảm thấy ngứa ngáy, không nhịn được mà phát ra tiếng rên, đừng lộn xộn. Lục Cận Phong đang giận vì anh không phải là nam chính trong lời đồn sao. Cũng phải, thông minh như Lục Cận Phong, sao có thể không nhìn ra thủ đoạn lừa bịp của Lục Thừa Mẫn chứ. Trong căn phòng chật hẹp, Tô Yên cảm thấy hơi bí bách, chán cũng trở nên nóng ran, cô cũng không biết là vì xấu hổ hay vì phát sốt nữa. Tô Yên cảm thấy lúc nóng lúc lạnh, nhưng cơ thể vẫn đang nóng ran, Lục Cận Phong cũng không làm loạn với cô nữa, ôm cô đi thang máy thẳng xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm, đưa cô trở về biệt thự Nam Sơn. Tô Yên uống thuốc hạ sốt mà Sa Thành Nghị đưa, làm tổ trong chăn mà vẫn kêu lạnh, cơ thể cũng không ngừng run rẩy. Lục Cận Phong cởi áo khoác, vén chân chui vào, ôm Tô Yên vào trong ngực, ngủ một giấc thật ngon là sẽ không sao nữa. Tô Yên nhìn lồng ngực dày rộng săn chắc của Lục Cận Phong, Chớp mắt hỏi, anh như vậy, chắc chắn là muốn em ngủ ngon sao? Trên người Lục Cận Phong không hề có chút thịt dư, mỗi một phần thịt đều vừa đúng, có cảm giác tràn đầy sức mạnh. Tô Yên là một người phụ nữ bình thường, nếu không có ý nghĩ xấu nào thì đúng là thật có lỗi với một Lục Cận Phong đã cởi quần áo. Lục Cận Phong cười cưng chiều, hôn lên trán cô, giọng nói trầm khàn, "Ngoan, đợi em hạ sốt thì sẽ cho em ăn." Tô Yên, có lẽ là vì bị bệnh Phòng tuyến tâm lý trong lòng Tô Yên cũng thả lỏng đi, có nhiều hương vị của phụ nữ hơn, tay cô nắm trước ngực Lục Cận Phong, dường như cố ý lại như vô tình mà sờ mó, nhắm mắt nói cảm giác tay thật tốt. Tay Tô Yên hơi không an phận, rõ ràng cơ thể đã phát sốt đến mềm nhũn không có sức, đã uống thuốc nên đầu cũng trở nên mơ màng, thế mà cô vẫn còn muốn trêu chọc Lục Cận Phong. Bàn tay không an phận đột nhiên bị Lục Cận Phong bắt lại, anh lật người đè Tô Yên xuống dưới, giọng nói mê hoặc, nếu em không ngủ được vậy cùng vận động chút đi. Lục Cận Phong đã vô cùng kiềm chế rồi, nhưng yêu tinh nhỏ này không an phận, đáng bị phạt. Tô Yên vừa vén mở mí mắt, môi đã bị hôn, dây dưa triền miên. Người ta thường nói rượu giúp người khác có thêm sức mạnh, mà phát sốt cũng có thể. Tô Yên bình thường lạnh nhạt, giây phút này lại trở nên yêu kiều động lòng người, mang theo chút thẹn thùng của cô gái nhỏ. Có người đàn ông nào mà chịu được chứ? Không biết qua bao lâu sau, Tô Yên đã thật sự mệt đến nặng nề ngủ thiếp đi. Lục cận phong ăn no uống đủ hôn lên má Tô Yên, sau đó đi lấy nước tự mình lau người cho cô. Sau khi vận động đổ mồ hôi, phải kịp thời lau sạch, nếu không sẽ bị cảm nặng thêm. Sau khi thay xong bộ đồ sạch sẽ thoải mái cho Tô Yên, Lục Cận Phong gọi một cuộc điện thoại. Đổi hết tất cả người của bộ phận thư ký. Sau khi ra lệnh, Lục Cận Phong lại nằm trở về ổ chăn, ôm Tô Yên nghỉ ngơi trần tố anh nghĩ đã một thời gian không gặp con trai rồi nên bà đến đây biệt thự nam sơn vô cùng yên tĩnh sa thành nghị đang ở trong sân làm dược liệu hạ huy ở bên cạnh phụ giúp việc vặt trần tố anh hỏi hạ huy con trai tôi đâu lão đại đang ngủ ạ à. hạ huy vừa muốn bổ sung một câu đang cùng tôi yên ngủ trong phòng trần tố anh đã hùng hùng hổ hổ đi vào rồi ban ngày ban mặt ngủ cái gì chứ Ba chủ lão đại anh ấy Hạ Huy muốn đuổi theo nhắc nhở. Đem những dược liệu này đi sấy khô. Sa Thành Nghị ném một gói dược liệu cho Hạ Huy. Anh Sa, còn lão đại. Bây giờ cậu mà qua đó, đúng lúc sẽ thành bia đỡ đạn. Dáng vẻ Sa Thành Nghị có vẻ nghiêm túc, có vẻ như đang nghĩ cho Hạ Huy. Nhưng thực ra là anh ta đang muốn xem kịch hay của Lục Cận Phong, tìm chút thú vui, nếu không. Biệt thự Nam Sơn này quá lạnh lẽ bồn tẻ rồi. Vừa nghe thấy lời này, quả nhiên Hạ Huy không dám đi nữa, vô cùng cảm kích nói cảm ơn anh Sa đã nhắc nhở. Sa Thành Nghị hỏi, người mà tôi bảo cậu tìm đã có manh mối chưa? Có một chút, Hạ Phi xuất thân từ trại mồ côi thiên sứ bảo bối, em trai của cậu ấy chắc chắn cũng ở trong trại mồ côi đó, nhưng bây giờ trại mồ côi bị dỡ bỏ rồi, hơn nữa em trai của Hạ Phi cũng đã chạy mất rồi, rất khó tìm. Hạ Huy rất khổ não, bảo anh ta tìm người, mà lại không hề có tên hay ảnh chụp, như vậy chẳng khác nào thằng mù đi đường chứ, trên lầu, Trần Tố Anh hùng hùng hổ hổ vặn mở cửa phòng, "Con trai, ban ngày ban mặt mà con ngủ." Còn chưa nói xong, Trần Tố Anh đã nhìn thấy trên giường còn có một người. Trần Tố Anh kinh ngạc ngây người, trên giường của con trai bà có phụ nữ. Tô Yên quay lưng về phía Trần Tố Anh nên bà không nhìn thấy rõ mặt cô. Lục Cận Phong nhìn qua một cái, Trần Tố Anh bỏ lại một câu, "Con trai, con cứ ngủ tiếp đi." Sau đó bà nhanh nhẹn đóng cửa lại. Trần Tố Anh đứng ở trước cửa từ từ hoàn hồn, sau đó cười lên. Xem ra bà sắp có cháu bồng rồi. Trần Tố Anh vô cùng vui vẻ, lập tức gọi điện thoại, có đè thấp giọng cũng không thể nào khống chế sự vui mừng trong giọng nói. Ông xã, con trai chúng ta có tiến bộ rồi, chúng ta rất nhanh là có thể bồng cháu rồi. Trần Tố Anh cũng không ở lại quấy giày hai người, hùng hổ đến rồi hùng hổ đi. Lúc đi, bà còn dặn dò Hạ Huy, chăm sóc con trai tôi cho tốt, hầm chút đổ bổ cho nó uống. Vâng, thưa bà chủ. Giấc ngủ này của tôi yên ngủ đến khi trời tối, có lẽ là do tác dụng của thuốc, cô cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, cơ thể cũng không còn nóng nữa, không còn khó chịu như trước đó nữa. Tô Yên mở mắt ra, gương mặt của Lục Cận Phong gần ngay trong gang tấc, cô ngây ra một lúc, sau đó ký ức của mấy tiếng trước đều tràn về. Mẹ ơi, mình đã làm gì thế này? Tô Yên xấu hổ chui vào trong chăn, trên đỉnh đầu là giọng nói cố gắng đè thấp tiếng cười đắc ý vì đạt được ý đồ của Lục Cận Phong, lần này là do em chủ động, em phải chịu trách nhiệm đấy. Đương nhiên Tô Yên biết là do cô chủ động, đều là do sắc đẹp làm mờ mắt. Tô Yên chỉ thò cái đầu ra, chừng Lục Cận Phong, không tính, anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lục Cận Phong không để tâm mà nghịch tóc của Tô Yên, ý của Yên Yên là muốn làm thêm lần nữa sao? Hửm! chương 96, ngài lục quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn. Tô Yên bị dọa sợ cho phát khiếp. Lực chiến đấu của lục cận phong lại tới một lần nữa, cơ thể bé nhỏ của cô không thể nào chịu nổi. Tô Yên lườm lục cận phong một cái, cẩn thận có công mài sắt có ngày nên kim. Rõ ràng là chân còn chưa khỏi hẳn, lại còn bị ốm, vậy mà vẫn không chịu an phận. Thật là tạo nghiệp mà. Tô Yên sở soạn khắp ngực lục cận phong, anh bớt đi vài miếng cơ bắp, nhiều thêm chút thịt mỡ, em cũng không đến nỗi không chịu được. Hả, nói như vậy thì Yên Yên đây là bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của anh. Ý cười trong mắt anh càng sâu hơn, trong lòng hạ quyết tâm, sau này phải khoe thân trước mặt Tô Yên nhiều hơn mới được. Tô Yên cũng không phủ nhận, chứng tỏ sự thật đã được chứng minh, miệng cô từ chối, nhưng cơ thể lại rất thành thật, cô không thể nào miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo được. Chỉ là, Tô Yên nhớ ra chuyện hai đứa nhỏ trong lòng cô lại cảm thấy có chút thương cảm lục cận phong anh cũng không phải chưa từng hẹn hò phụ nữ vậy sao không đổi sang một người phụ nữ khác tô yên đã từng thật sự nghĩ về chuyện đó nếu lục cận phong có người phụ nữ khác vậy thì cô sẽ có lý do để chấm dứt hoàn toàn nhưng hết lần này tới lần khác lục cận phong cứ hướng về phía cô động tác tay của lục cận phong thoáng khựng lại anh cụp mí mắt xuống anh mắt sắc bén nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng tô yên sau này đừng hỏi lại mấy câu hỏi như vậy nữa nếu câu trả lời có thay đổi vậy thì anh sẽ báo với em trước lời này có nghĩa là hiện tại trong lòng anh chỉ có một mình tô yên còn với những người khác anh chưa nghĩ đến tô yên em muốn chợp mắt một lúc ừ lục cận phong đắp lại chăn cho tô yên rồi đi ra ngoài nghe giọng điệu này dường như rất mất mát tô yên nghe thấy tiếng bước chân dần đi ra khỏi phòng Cô căng thẳng ngay cả nhịp tim cũng đập thình thịch thình thịch. Lục Cận Phong, Tô Yên ngồi dậy, cất tiếng gọi Lục Cận Phong đang sắp sửa rời khỏi phòng, sau đó vội vàng xuống giường chạy tới chỗ anh, ôm lấy cổ anh rồi nhảy lên. Lục Cận Phong đỡ lấy chân Tô Yên, ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm như lòng đại dương, không hiểu dụng ý của cô. Lục Cận Phong, Tô Yên gom đủ dũng khí, cô bán lấy anh cứ như con gấu leo cây, nói em có tin tức về hai đứa trẻ năm đó rồi. Cho dù chúng không phải do em tự nguyện muốn sinh ra, nhưng chính em đã đưa chúng tới thế giới này, em phải có nghĩa vụ tìm ra chúng, chăm sóc cho chúng, anh có còn muốn đón nhận một người phụ nữ đã có hai đứa con như em không? Tô Yên không muốn dây dưa nhập nhằng với Lục Cận Phong thêm nữa, cô muốn dứt khoát một lần. Lục Cận Phong trở nên trầm lặng, anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô. Trong lòng Tô Yên càng lúc càng hoảng hơn, em biết Gia tộc lớn mạnh giống như nhà họ Lục làm sao có thể chấp nhận một người phụ nữ từng có hai đứa con? Lục Cận Phong, em không chắc chắn giữa chúng ta có kết quả gì hay không. Nếu hiện giờ anh vẫn còn yêu em, vậy thì em sẽ ở bên cạnh anh tới khi nào hết yêu rồi mới thôi. Em không có yêu cầu quá đáng gì với anh cả, cũng không cần danh phận. Tô Yên, làm vợ anh được không? Lục Cận Phong cắt ngang lời cô đang nói. Tô Yên có cảm giác mình vừa nghe lầm gì đó, bèn lập tức hỏi lại anh, "Nói gì cơ?" làm vợ anh nhé, làn môi mỏng bạc của Lục Cận Phong khẽ nhếch lên, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng cưng chiều, trước khi em mở miệng ra nói, anh đã sớm biết chuyện em tìm hai đứa nhóc, phụ nữ các em chỉ biết già mồm mà thôi. Anh biết rồi, tôi yên sững người, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, là hinh hinh. Chóp mũi Lục Cận Phong chạm vào chóp mũi tôi yên. Giọng nói anh trở nên trầm thấp, anh chính là mùa xuân của em đấy. Tô Yên mỉm cười, cô xúc động. Quả nhiên là an hinh lục cận phong anh thật sự không để ý hai đứa nhóc sao lục cận phong cười khẽ muốn nghe lời thật lòng hay giả dối đây lời thật lòng để ý lục cận phong thành thật nói nhưng bất kỳ một sự để ý nào cũng đều không thắng được niềm khao khát muốn ở bên cạnh em tôi yên đời người không dài anh đã sống được một phần ba quãng đời anh hy vọng hai phần ba quãng đời còn lại của anh sẽ có em bên cạnh bầu bạn đời người trăm năm có biết bao người đến tận cuối cùng cũng không tìm được một người có thể ở bên trải qua quãng đời còn lại với mình. Tô Yên mỉm cười, cô khẽ cắn môi lục cận phong một chút, ngài lục, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn. Sau khi khúc mắc được giải tỏa, Tô Yên cảm thấy trong người cực kỳ dễ chịu, cái cảm giác yêu đương nồng nhiệt với lục cận phong lại quay về trong cô. Hai người ở cạnh nhau, cái hòa hợp không phải là ra thế bối cảnh, mà là tam quan và linh hồn. Ăn cơm tối xong, Tô Yên rời khỏi biệt thự Nam Sơn, trở về nhà họ Lý. Lưu Tuyết Lam đang viết danh sách thiệp mời ở phòng khách, Tiểu Vũ cũng ở bên cạnh giúp một tay. Mẹ nuôi, mẹ đang làm gì vậy? Tiểu Yên về rồi à, mẹ muốn tổ chức một buổi tiệc từ thiện, quyên góp tiền giúp đỡ những đứa trẻ ở vùng núi. Lưu Tuyết Lam nói, mẹ thấy bọn trẻ miền núi vất vả, trong lòng mẹ cảm thấy chúng thật đáng thương. Tiểu Vũ cũng nói, chị ơi, các bạn nhỏ ở đó thật sự rất tội nghiệp, có vài bạn cũng giống Tiểu Vũ, không có bố mẹ bên cạnh. Tô Yên xoa đầu Tiểu Vũ, nói chị sẽ giúp mọi người tìm những đứa trẻ đó. Rồi cô quay sang hỏi Lưu Tuyết Lam, mẹ nuôi, khi nào thì tiệc từ thiện được diễn ra ạ? À? Vào cuối tuần này, Lưu Tuyết Lam đáp, Tiểu Yên, lúc đó con cũng tới nhé. Vâng. Tô Yên nhìn thấy trong sắp thiệp mời, có một cái tên quen thuộc, chính là nhà họ Sở, mẹ nuôi, mẹ mời cả nhà họ Sở nữa à? hồi trước tiệc từ thiện hàng năm đều cho mời nhà họ tiểu yên con có ý kiến gì sao không có con chỉ hỏi vậy thôi chỉ là tô yên nhớ đến tô vân chưa nói đến lần này sau khi giáo huấn tô vân một trận xong cô ta đã không còn quậy phá ẩm ý lên nữa tô yên uống thuốc vẫn còn cảm thấy trong người hơi mỏi mệt cô chơi đùa cùng tiểu vũ một lát rồi đi nghỉ ngày hôm sau lúc tới công ty tô yên mới biết chuyện thư ký bộ phận chỗ mình đã bị đổi sang một người đàn ông còn cô thì được đề bạt lên làm thư ký riêng cho tổng giám đốc Lục. Tô Yên dở khóc dở cười, Lục Cận Phong thật sự là một bình giấm chua mà. Vốn dĩ người trong công ty còn đang đồn đoán nhau rằng Tô Yên đang ở cạnh Lục Thừa Mẫn, đùng một cái lại bị điều sang bên cạnh Lục Cận Phong, thế này thì công ty lại càng thêm náo nhiệt rồi. Chẳng lẽ đây lại là cảnh tượng hai anh em cùng tranh nhau một người phụ nữ? Lục Gia Hành tìm đến Lục Thừa Mẫn, nói "Tiểu Mẫn, tin đồn trong công ty là như thế nào?" con thật sự có tình cảm với người phụ nữ đó sao? Lục thừa mẫn vừa cười vừa nói cha, Tô Yên chính là con gái nuôi của Lý Mộc Sinh, Lý Mộc Sinh cũng đã chấp thuận cho Tô Yên đi lấy chồng, có được số cổ phần của tập đoàn Lý Thị làm của Hồi Môn, và lại Tô Yên cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, năng lực không tồi, có được cô ta, vậy thì chẳng phải chúng ta sẽ như hổ mọc thêm cánh hay sao? Nói thì nói như thế, nhưng mà rõ ràng là Lục Cận Phong cũng nhìn chúng cô ta rồi, 5 năm trước con giấu nhã nhược, bỗng lục gia hành im bặt không nói nữa, tiểu mẫn, đừng dây vào lục cận phong, dù sao thì nó cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, chỉ cần chúng ta bình tĩnh, từ từ thực hiện theo kế hoạch là được rồi. Cha, cha bị lục cận phong giáo huấn một hồi, sao lại trở nên nhát gan đến vậy? Lục thừa mẫn nói, giọng điệu khinh thường, 5 năm, năm trước con có thể làm hại anh ta, vậy thì 5 năm, năm sau cũng có thể làm như vậy, những chuyện còn lại, cha không cần quản nữa, trong lòng con tự khắc có tính toán. Cái chức thư ký này, Tô Yên chỉ làm cho có lệ, thực chất cô đã mang danh bà chủ của công ty này rồi. Tô Yên định làm gì đó, Lục Cận Phong lại lập tức không cho, chỉ cho phép cô ăn uống chán chê rồi lại xem phim nghe nhạc. Lý do là, Tô Yên là bệnh nhân. Tô Yên phản bác, em bị cảm nhưng khỏi lâu rồi. Thế cũng không được, cần phải nghỉ ngơi đủ một tuần. Lục Cận Phong bế Tô Yên không an phận trở về phòng nghỉ, đặt cô nằm lên giường, đắp chăn cho cô rồi nói, ngủ ngay. Tô Yên không nhịn được mà bật cười, Lục Cận Phong, bộ anh muốn biến em thành người tàn tật hay gì? Vậy để anh bảo thư ký ngải dẫn em đi làm đẹp. Thôi thôi, em đi ngủ đây. Mấy ngày tiếp theo, Tô Yên đều được hưởng chế độ ăn ngủ chán chê rồi lại dậy chơi game, thỉnh thoảng Lục Cận Phong lại vào đưa nước cho uống. Rõ ràng là cô tới công ty để làm việc, cuối cùng lại thành cùng Lục Cận Phong tới công ty, sau đó chỉ có anh làm việc mà thôi thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy đã đến ngày tổ chức tiệc từ thiện. Lưu Tuyết Lam đã sớm đưa Tiểu Vũ tới nơi diễn ra buổi tiệc, Tô Yên thì đi cùng An Hinh. Chỉ là hôm nay ra đường không xem lịch, vừa mới tới buổi tiệc thì lại đụng mặt vợ chồng Tô Vân và sở hướng Nam. chương 97, dám bôi nhọ người đàn ông của cô thật sự xem cô chết rồi ư. Tô Vân đi một đôi giày đế thấp, mặc váy dài màu trắng, trang điểm trông rất thuần khiết, gương mặt tươi cười rạng rỡ, vô cùng ý nhị. Còn lại sở hướng nam thì vẫn luôn trưng ra cái vẻ mặt không chút cảm xúc Tô Yên định đi thẳng vào bên trong Không hề có ý định muốn chào hỏi Tô Vân Nhưng mà còn chưa kéo An Hinh bước được hai bước Thì đã nghe thấy cái giọng óng ẹo của Tô Vân vang lên từ phía sau Chị, chị cũng tới rồi Chúng ta cùng nhau vào trong đi Tô Vân nói xong bèn ngoảnh đầu lại nói với sở hướng nam Hướng nam, anh nhanh lên một chút Tô Yên và An Hinh bốn mắt nhìn nhau Màn kịch một vai này cô ta diễn không thấy ngượng sao. Quả nhiên, chỉ cần bản thân không cảm thấy xấu hổ, người xấu hổ là người khác, về điểm này thì Tô Vân phát huy rất thành thục. Hình như sở hướng nam cố ý đi thật chậm, từ đầu đến cuối nét mặt của anh ta chẳng có bất kỳ biểu cảm nào, chính là cái bộ dạng gái điếm giả bộ lương thiện ấy. Chị à, hôm nay chị đẹp thật đấy, Tô Vân cười khanh khách, tỏ vẻ mình đây là một cô gái ngây thơ không dành thế sự, có con rồi, cơ thể cũng trở nên nặng nhọc hơn chút, bước đi cũng chậm hơn. Có cái gọi là giơ tay không đánh mặt cười, Tô Yên cũng không tiện nói gì, trực tiếp ngó lơ Tô Vân, tiếp tục đi vào bên trong. Bốn người hai trước hai sau, cũng coi như cùng nhau đi vào rồi. An Hinh liếc nhìn đằng sau, bĩu môi cười lạnh, đúng là cái đổ bạch liên hoa, ai chẳng biết ý cô ta là gì, chẳng phải muốn để người khác nhầm tưởng rằng quan hệ chị em giữa hai người rất tốt sao, Tô Yên, cậu không tức giận hả? Tô Yên cười cười, tớ tức giận cái gì chứ? Cô ta muốn chọc tức tớ, giờ tớ mà nổi giận thật thì chẳng phải đúng như mong muốn của cô ta sao? Và lại chỉ là một tô vân thôi mà, cần gì phải phí tâm sức nổi giận làm gì? Vừa vào trong nơi diễn ra buổi tiệc, Tô Yên đã nhìn xung quanh tìm kiếm, lục cận phong không tới sao? Trong danh sách khách mời mà Lưu Tuyết Lam ghi trên thiệp, có lục cận phong mà. Những nhân vật nổi tiếng có chức quyền lần lượt tới buổi tiệc, còn có các bà chủ giàu có quyền thế cùng với không ít cô chủ cành vàng lá ngọc. Phương thức bán đấu giá đồ vật sẽ được áp dụng cho buổi từ thiện lần này, mọi người sẽ đem đồ của cá nhân mình ra để quyên góp, cũng có thể bán đấu giá, sau đó toàn bộ số tiền đấu giá được sẽ dùng để từ thiện. Tô Yên đã sớm chuẩn bị món đồ để mang ra bán đấu giá, là một chiếc vòng tay bằng ngọc bích. Tô Yên đặt đôi bông tai vào trong cái hộp, đưa cho người phụ trách, mà lúc đó Tô Vân cũng lấy món đồ mà cô ta định bán đấu giá ra. Chị, chị đấu giá món đồ gì vậy? Tô Vân vẫn luôn giữ nét mặt tươi cười từ đầu đến cuối. Tô Vân vừa dứt lời, người phụ trách ở bên cạnh bèn nói, cô Tô đấu giá một chiếc vòng ngọc bích. Vòng tay bằng ngọc bích hả, à, chị cũng thật là rộng lượng. Tô Vân dướn cổ ra nhìn chiếc vòng tay một cái, có chút không dám lấy ra món đồ cất trong ngực mình. Sở Hướng Nam không hề cho cô ta tiền, cũng không cho cô ta mua trang sức đắt tiền món đồ mà cô ta định mang ra đấu giá ngày hôm nay cũng là tự cô ta chuẩn bị lấy. Cô ta đặc biệt mang ra một cái túi SMS phiên bản giới hạn mà bản thân rất chân quý, vốn dĩ là muốn nhân buổi tiệc từ thiện này khoe chút danh tiếng, cứu vãn thanh danh, nhưng bây giờ nhìn thấy chiếc vòng tay của Tô Yên thì trong lòng cô ta lại cảm thấy vừa ghen ghét vừa ngưỡng mộ. Tô Yên thản nhiên, cho dù là quyên góp nhiều hay ít thì cũng xuất phát từ tấm lòng, bọn trẻ ở vùng núi đều sẽ cảm thấy biết ơn mà. Chị nói rất đúng. Tô Vân mỉm cười, đưa chiếc túi Hermes cho người phụ trách, sau đó còn liếc nhìn chiếc túi một lần nữa, đây chính là chiếc túi cô ta thích nhất, cho dù cô ta có cố cũng không thể nào giấu được vẻ nuối tiếc trong ánh mắt. Đợi sau này nhất định cô ta sẽ mua lại cái túi này, nếu như đồ vật bản thân mang ra quyên góp được mà không mua lại được thì đó mới là trò cười. Sau khi quyên góp xong, Tô Yên bèn đi thẳng vào phòng vệ sinh, Tô Vân cũng nhanh chóng đi cùng. Cô ta hết đưa nước rửa tay rồi lại đưa khăn giấy cho Tô Yên, rất là nhiệt tình. Lúc này Tô Yên mới nhìn thẳng vào cô ta, nói, lại muốn làm cái gì? Chị, em đâu có, chỉ là em rất biết ơn chị, cảm ơn chị đã dơ cao đánh khẽ, chừa cho em một con đường. Tô Vân bày ra vẻ mặt hối lỗi, thời gian gần đây em luôn cẩn thận ngẫm lại mới thấy trước kia mình thật ngu ngốc. Cô ta quá ngu ngốc vì đã không thể một cước dìm chết Tô Yên xuống vũng bùn lầy, khiến cô không có cách nào ngóc đầu lên được cô ta quá nhân từ nên mới để tô yên có cơ hội trở mình ngồi lên đầu lên cổ cô ta ha tính nết của cô thay đổi thật rồi ấy nhỉ tô yên cười nhạo một tiếng sau đó cô ghé sát vào mặt tô vân thực ra trong lòng cô rất căm hận tôi có đúng không tô vân vội vàng đáp không có em không hề hận chị chút nào em chỉ cảm thấy biết ơn chị thôi mà ồ vậy sao xem ra cô thật sự thông suốt rồi ấy nhỉ vừa nãy sở hướng nam cứ nhìn chằm chằm tôi hình như anh ta vẫn chưa thực sự từ bỏ tôi đâu ai ai bảo tôi sinh ra đã mang một gương mặt xinh đẹp chết người thế này cơ chứ nhìn cái cách sở hướng nam đối xử với cô thờ ơ lạnh nhạt thật ra tôi cũng cảm thấy vô cùng áy náy không yên lòng tôi yên cố ý nói như vậy quả nhiên vừa mới nhắc tới sở hướng nam tô vân lập tức không thể tiếp tục giả nhân giả nghĩa thêm được nữa bắt đầu bộc lộ vẻ ghen ghét căm thù người hướng nam yêu là tôi chúng tôi cũng đã có con với nhau, sao anh ấy có thể yêu cái đồ hồ ly tinh? Tô Vân ý thức được mình lỡ lời, cô ta lập tức im bặt không nói nữa, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng quẫn bách chị, em, vừa nãy em chỉ là nhất thời lỡ lời. Cho dù cô ta giả bộ khá tốt, nhưng chỉ cần dẫm phải cái đuôi mang tên sở hướng nam là Tô Vân liền lộ ra bộ mặt thật. Ha! À, Tô Yên không còn tin Tô Vân còn có thể thay đổi nữa, chỉ là cô lười phản ứng mà thôi. Tô Yên lướt qua người Tô Vân, đi thẳng ra bên ngoài, định bụng đi tìm Hạ Vũ Mặc. Bất ngờ cô đụng trúng một người phụ nữ sang trọng ở ngoài cửa phòng vệ sinh. Xin lỗi, Tô Yên lập tức nói xin lỗi trước. Mắt để đi đâu, tạ bảo chân đang định bù lu bù loa lên thì nhìn thấy Tô Yên, gương mặt bà ta lập tức tươi cười như hoa, cô Tô, không đụng phải người cô chứ hả, người nên xin lỗi phải là tôi mới đúng. Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Tô Yên nhìn rõ đối phương rồi, không ngờ lại là mẹ của sở hướng nam. Tô Vân chạy tới, mẹ. Tạ Bảo Trân nghe thấy tiếng Tô Vân thì sắc mặt lập tức trở nên xấu xí, hai thái cực trước sau vô cùng rõ rệt, bà ta chẳng buồn đáp lại Tô Vân một tiếng. Tô Vân xấu hổ đứng tại chỗ cũ, cho dù cô ta đã mang thai cũng không hề được coi trọng trong nhà họ sở, luôn phải nhìn sắc mặt mẹ chồng mà sống. Nhưng mà điều xấu hổ hơn còn nằm ở phía sau. Tạ Bảo Trân kéo Tô Yên, bà ta bày ta vẻ mặt thương xót, cô tô à, trong số những thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc thì cô chính là cô con dâu tôi ưng ý nhất, chỉ tại một số người tìm cách hãm hại nhằm chia rẽ cô và hướng nam, cô tô, thật ra trong lòng hướng nam trước giờ chỉ yêu mỗi mình cô, không biết cô có thể cho nó thêm một cơ hội nữa. Lời này thật khiến tôi yên cảm thấy kinh ngạc, tạ bảo chân ấy vậy mà lại tới làm mai mối cho con trai mình sao? Lại còn ở ngay trước mặt Tô Vân, chuyện này quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của tô yên tạ bảo chân là người như thế nào chẳng lẽ tô yên lại không hiểu rõ lúc cô vẫn còn qua lại với sở hướng nam bà ta đâu có thèm liếc qua cô dù chỉ một lần chỉ bởi vì cô là người bị nhà họ tô bỏ rơi không có bất kỳ giá trị nào nếu sở hướng nam không dùng cách tuyệt thực để ép buộc thì làm sao bà ta để hai người kết hôn quả nhiên con người đều là một lũ chỉ biết nịnh bợ mẹ mẹ nói gì vậy Tô Vân nghe thấy vậy thì tức giận, lời nói của Tạ Bảo Trân khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu, con và Hướng Nam mới là vợ chồng, là vợ chồng hợp pháp, hơn nữa chúng con cũng đã có con với nhau rồi. Sao cô có thể kết hôn cùng con trai tôi, tất cả là do cô tính toán trong lòng cả, Tạ Bảo Trân châm chọc, còn trẻ tuổi mà tâm địa đã thâm hiểm như vậy, người mà con trai tôi cưới không phải cô, chính cô đã dùng thủ đoạn ti tiện đánh cháu cô dâu đáng ra người cô lấy phải là tên quẻ quạt nhà họ lục kia kìa, dù sao trước giờ tôi cũng chưa từng coi cô như con dâu tôi. Một câu tên quẻ quạt này khiến tôi yên cảm thấy vô cùng không vui, người đàn ông của cô không phải để người khác dễ dàng lăng mạ như vậy được. Tôi yên rút tay về, lạnh nhạt nói, bà hai sở, cẩn thận tai vách mạch rừng, nếu để nhà họ lục nghe thấy lời bà vừa nói, e là sẽ rước lấy tai vạ đó, với lại, đừng có lôi sở hướng nam ra nói trước mặt tôi. Tôi chẳng liên quan gì đến anh ta cả, đừng gây hiểu lầm cho người khác. chương 98, mượn tay người khác để gây sóng gió tại buổi tiệc từ thiện. Trong giáo lý về cuộc đời của Tô Yên, chỉ có duy nhất mình cô được phép ức hiếp người đàn ông của cô, người khác dám mở mồm dèm pha một câu thì lập tức sẽ trở thành kẻ địch của cô. Một câu bà hai sở này đủ để cái mặt mo của tạ bảo chân không nén nổi tức giận. Bà ta chỉ là một người đàn bà tiểu tam, hơn nữa cũng chẳng có địa vị cao sang gì, cái danh bà hai sở kia cũng chẳng xứng đáng được nhận. Làm gì có chuyện nhà họ sở có thể tùy tiện dây vào nhà họ lục. Sắc mặt tạ bảo chân hết đỏ lựng rồi lại trắng bệch, nhìn thấy bà ta tức giận, trong lòng Tô Vân còn phải nói rất là vui mừng, cô ta chẳng có vẻ gì là muốn ra mặt giúp đỡ cả. Tạ bảo chân không dám bật lại Tô Yên, chỉ có thể chừng mắt lườm Tô Vân một cái, chúc toàn bộ nỗi bực tức lên người Tô Vân. Con trai tôi lấy cô quả thật là quá đen đủi cho nó, thật xui xẻo mà. Tạ Bảo Trân giận đến đỏ mặt tía tay, lớn tiếng giáo huấn Tô Vân, nếu như không phải cô thì cô Tô đây đã sớm trở thành con dâu tôi rồi, chắc chắn vừa rồi cô chọc giận gì đến cô Tô, khiến cô ấy không vui, đúng không? Mẹ, con không có. Tô Vân vừa cảm thấy tuổi thân vừa tức giận, cái bà mẹ chồng chết tiệt này, thấy cô ta bị nhà họ Tô vứt bỏ, rồi nhà họ Chu cũng không có ý muốn nhận cô ta, bèn bắt đầu lên mặt với cô ta đây mà. Tô Yên không có hứng thú đứng đây xem mâu thuẫn giữa mẹ chồng con dâu nhà họ, cô lạnh lùng nói, sau này mong mong bà hai sở cẩn trọng lời nói, tôi nói lại một lần nữa, tôi và con trai bà không hề liên quan gì đến nhau, vì bán người khác có thể ngồi tù đó, nếu bà hai sở gặp khó khăn về kinh tế, muốn vay tiền, nể tình hồi trước bà vứt cho tôi 20 vạn, tôi có thể cho bà vay. Vì muốn ngăn cản Tô Yên đến với sở hướng nam mà tạ Bảo Trân đã từng đưa cho cô tấm chi phiếu có giá trị 20 vạn để cô ra đi. Bây giờ cô làm như vậy cũng chỉ là muốn để tạ Bảo Chân nếm trải cảm giác nhục nhã mà cô đã từng phải chịu mà thôi." Nói xong, Tô Yên chẳng thèm để ý xem nét mặt tạ Bảo Chân như thế nào, bèn lập tức rời đi. Tạ Bảo Chân tức điên lên, nhưng hiện giờ Tô Yên đã là con gái nuôi của Lý Mục Sinh, bà ta còn phải dựa vào sở hướng nam để tìm cách kéo cô trở về, cho nên bà ta tuyệt đối không thể nổi giận, không thể đắc tội với người ta được. "Mẹ!" Tô Vân hét lên một tiếng cái đồ sao trổi nhà cô, tạ bảo chân trực tiếp tát cho Tô Vân một bạt tai, đều tại cô, nếu không sao tôi Yên dám nhục mạ tôi như vậy. Lực cái tát khi nãy không hề nhẹ, má của Tô Vân lập tức đỏ lên, đáy mắt cô ta lóe lên một tia căm hận. Tô Vân ôm mặt, tay cuộn chặt lại thành nắm đấm, tạ bảo chân vẫn luôn mồm chửi rủa Chỉ chỉ trò trò cô ta, cô đúng là cái loại sao trổi đi quyến rũ con trai tôi, đừng có tưởng giờ mang thai là có thể vinh mặt lên đắc ý, Ai biết được liệu đó có thật sự là con của hướng nam hay không, mẹ nào con nấy, mẹ cô là cái thứ đĩ điếm dâm đáng, cô cũng chẳng tốt đẹp hơn bà ta đâu." Tạ Bảo Trân càng lúc càng mắng ra mấy câu khó nghe, tia căm hận trong đáy mắt Tô Vân dần chuyển thành sát ý, cô ta nhìn chằm chằm vào gương mặt đang mắng nhức xa xà kia của Tạ Bảo Trân, trong đầu cô ta bấy giờ chỉ xuất hiện duy nhất một ý nghĩ, đó là khiến cho Tạ Bảo Trân mãi mãi im miệng lại. Tô Yên tìm thấy Hạ Vũ mặc trong phòng khách hóa ra con mèo nhỏ tham ăn này đang ăn kem ốc quế sô-cô-la. Tiểu Vũ, còn ăn nữa là sẽ thành heo đấy. Tiểu Vũ rất thích ăn đồ ngọt, nhìn thấy sẽ lập tức không còn muốn đi đâu nữa. Chị ăn một tiếng đi, Hạ Vũ mặc rất rộng lượng chia sẻ, ăn đồ ngọt, tâm trạng cũng sẽ trở nên tốt hơn. Được, Tô Yên vừa cười vừa ăn một miếng, cô nhìn xung quanh một lượt, không thấy Lưu Tuyết Lam đâu bèn hỏi, bà đâu? Bà xinh đẹp đi kiểm đếm đồ quyên góp rồi. Hạ Vũ mặc ngồi trên sofa, đung đưa hai cái chân chị, vừa nãy em nhìn thấy một chú người xấu. Hạ Vũ mặc chỉ về phía sở hướng nam. Lúc trước Hạ Vũ mặc tè dầm lên người sở hướng nam, tôi yên nghe nó nói vậy thì thấy căng thẳng, cô bèn hỏi chú đó không làm gì em chứ. Chú người xấu cho em một bao lì xì. Hạ Vũ mặc nhỏ giọng nói, có vẻ rất bí mật, chị ơi, em nói thầm cho chị cái này. Chú người xấu cho em tận một vạn tiền lì xì để hẹn chị đi ăn cơm, em nhận tiền lì xì rồi chị chị không được đi ăn cơm tô yên lắc đầu phá ra cười tiểu vũ mới có một vạn em đã bán chị rồi đấy à chị sau này em phải lấy chị phải thích tiền để cưới vợ nữa hạ vũ mặc thở dài bộ dạng có vẻ rất áp lực bà xinh đẹp nói cưới vợ phải tốn rất rất nhiều tiền ô tiểu vũ nhà ta cũng biết cái này cơ à an hình từ đằng sau đi ra đưa cho tiểu vũ một cốc nước trái cây tiểu vũ Em tích được bao nhiêu tiền để lấy vợ rồi? Không nói cho chị biết. Tiểu Vũ nói lầm bầm vài tiếng. Chú người xấu cũng thật keo kiệt quá đi, chẳng hào phóng gì cả. Tô Yên cười nói, em nhận lì xì của người ta rồi lại không cho chị đi ăn với người ta. Cẩn thận kẻo chú người xấu đó tới lấy lại tiền nha. Không cho. Tiểu Vũ ôm chặt bao lì xì, rõ ràng là bộ dạng của một cậu bé tham tiền, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Chú người xấu đó đưa tiền cho em rồi thì không được lấy lại. Tô Yên nói, nhưng em cũng hứa sẽ giúp người ta hẹn chị đi ăn rồi cơ mà. Em là trẻ con, không phải quân tử. Hạ Vũ mặc dầu cái môi lên, chú đó là người xấu, lấy của chú đó chút tiền cũng coi như là lấy của người giàu chia cho người nghèo thôi mà. Tô Yên và An Hinh đều bị chọc cho cười phá lên. An Hinh ôm bụng cười, nhóc con tham tiền à, cái mà em bảo là cướp của người giàu chia cho người nghèo ấy, theo như chị thấy thì có mà em nhân lúc cháy nhà bèn đi hôi của thì đúng hơn đó. Tiểu Vũ là một đứa trẻ vui vẻ, thường nói ra mấy câu khiến người khác không tài nào ngờ được, chọc cho mọi người bật cười. An Hinh thích nhất là chơi đùa với nó. Ba người đang cười đùa với nhau thì đột nhiên Tô Yên cảm thấy đằng sau lưng như có ai đó đang nhìn mình. Cô ngoảnh lại nhìn thì thấy Tô Vân vừa mới đi ra từ phòng vệ sinh. Mình cô ta đi thẳng tới chỗ Sở Hướng Nam. Sở Hướng Nam nhìn thấy Tô Vân đi có một mình thì hỏi, "Mẹ đâu?" "Không phải bà ấy cũng vào phòng vệ sinh à?" mẹ bảo thấy trong người hơi mệt cho nên đã về nghỉ ngơi trước rồi tô vân tươi cười quàng vào tay sở hướng nam cố ý để anh ta nhìn thấy bên má vừa bị tát đỏ của mình trước mặt bao nhiêu người lôi lôi kéo kéo làm gì vậy sở hướng nam cau mày rút tay lại rõ ràng anh ta đã nhìn thấy bên má bị sưng tấy kia của tô vân nhưng cũng chỉ thuận miệng hỏi mặt sao vậy mẹ là mẹ đánh tô vân cúi thấp đầu bày ra bộ dạng cô con dâu đáng thương Sở Hướng Nam chẳng có lấy nửa điểm thương cảm, anh ta chỉ nói, "Sau này em nên nghe lời mẹ một chút, đừng có tự dưng kiếm chuyện, buổi tiệc từ thiện sắp bắt đầu rồi, tốt nhất em nên che cái mặt mình đi, để người khác nhìn thấy, không biết chừng người ta còn nghĩ nhà họ Sở ngược đãi em." Lời Sở Hướng Nam vừa nói khiến Tô Vân cảm thấy đau lòng, cô ta tự thề rằng nhất định phải khiến Sở Hướng Nam hối hận, thế rồi cô ta lại ngoan ngoãn đáp vâng, "Em đi trang điểm lại." Buổi tiệc sắp bắt đầu. Đột nhiên mọi người trong sảnh chính đều yên lặng, đổ dồn sự chú ý về phía cửa ra vào. Lục Cận Phong ngồi trên xe lăn được Hạ Vũ phụ trách đẩy vào, phía sau còn có Lục Minh Khánh và Vạn Nhất. Chuyện kiếm hiệp hay. Những người này vừa tới, toàn bộ buổi tiệc từ thiện đều như được những nhân vật cấp cao ghé thăm. Lục Cận Phong và Vạn Nhất, một người là người điều hành tập đoàn Lục Thị, người kia lại là cậu chủ của tập đoàn điện ảnh Vạn Thị, và lại Lục Minh Khánh cũng rất có tiếng tăm trong giới giải trí ba người con trai nhà họ lục đều là những nhân vật cực kỳ có máu mặt ánh mắt tô yên và lục cận phong chạm nhau hai người nhìn nhau ngay cả an hinh đứng bên cạnh cũng ngửi thấy mùi cầu lương nồng nặc an hinh bèn trêu tâm tư người nào đó đều bay vút ra đằng kia mất rồi tô yên tỉnh táo lại lườm an hinh một cái làm gì có lại còn không thừa nhận an hinh cười nói chẳng có nhẽ tớ sắp được uống rượu cưới rồi Lần này tôi yên không hề lảng tránh mà vừa cười vừa đáp thẳng, chắc chắn không thiếu chén rượu của cậu đâu. An Hinh được một phen ngạc nhiên, kích động ôm lấy Tô yên, chúc mừng chúc mừng. Đích thân Lý Mộc Sinh dẫn đoàn của Lục Cận Phong tới ngồi ở vị trí đầu hàng, mà chỗ ngồi của Tô Yên lại vừa hay ở ngay đằng sau ghế của Lục Cận Phong. Cái này là do Lưu Tuyết Lam cố ý sắp xếp. Buổi tiệc bắt đầu, người chủ trì lên sân khấu, chào mừng mọi người đã bớt chút thời gian bận rộn của mình để đến với buổi tiệc từ thiện ngày hôm nay, kết. Đột nhiên micro phát ra âm thanh chói tai, mọi người theo phản xạ đều bịt tai vào, người chủ trì cũng buông micro ra ngay lập tức. Lúc này, một người phụ nữ mặc quần áo lao công hớt hải chạy lên trên sân khấu, ghé vào tai người chủ trì nói thầm gì đó. Ngay lúc đó, micro cũng trở lại bình thường, từ bên trong mic truyền ra một giọng nói khiến cả hội trường trở nên náo loạn, Vòng tay ngọc bích mà cô Tô đem quyên góp là đồ giả. 134 2340 Chương 99, chỉ số thông minh của chị đây luôn rất tốt. Cũng không biết là vô tình hay cố ý. Mặc dù người phụ nữ mặc đồ lao công kia chỉ nói với mình người chủ trì chỉ chương trình thôi, nhưng mặt cô ta lại hướng vào cái micro trong tay người chủ trì. Đồ mà Tô Yên đem quyên góp là giả. Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như thế này trong buổi tiệc từ thiện mang đồ dởm đến bán, vậy chẳng phải là đang lừa gạt nhằm trục lợi hay sao? Cả hội trường nhất thời bàn tán xôn xao, ánh mắt mọi người đều tràn đầy hoài nghi nhìn về hàng ghế mà Tô Yên đang ngồi. Nếu nói Tô Yên không hề cảm thấy hoảng loạn thì là nói dối, những người tới dự buổi tiệc từ thiện này đều là những nhân vật có tiếng tăm trong giới, cô tuyệt đối không được phép có hành động không thích hợp, cũng không được phép làm ô uế thanh danh của mình. Cô không thể khiến Lục Cận Phong mất mặt. Lục Cận Phong nhìn Tô Yên, đang định đứng dậy thì Tô Yên đã lắc đầu với anh, ý bảo anh đừng ra tay. Vạn Nhất và Lục Minh Khánh nhìn nhau, hai người họ đều không tin Tô Yên sẽ mang đồ giả đến để quyên góp. Lưu Tuyết Lam và Lý Mộc Sinh cũng ngơ ngác nhìn nhau, chuyện này chắc chắn không thể nào như vậy được, nếu tiếp tục buổi tiệc thì thanh danh của Tô Yên sẽ càng bị hủy hoại nghiêm trọng hơn. Lý Mộc Sinh đi lên sân khấu, tươi cười nói với mọi người, thật ngại quá, bởi vì có một vài sự cố nhỏ xảy ra nên buổi tiệc sẽ tạm dừng nửa tiếng mong các vị thông cảm nói xong lý mục sinh bèn đi tới chỗ tô yên khẽ nói trước hết để cha đi xem xem chuyện là như thế nào đừng lo cha nuôi tô yên gọi lý mục sinh lại cô đứng lên mọi người trong hội trường đều lập tức nhìn cô chăm chú cô bèn cao giọng mà nói có thể mang tất cả đồ được quyên góp lên trên sân khấu bao gồm cả chiếc phòng của con được không lý mục sinh nhanh chóng hiểu ý tô yên cô làm thế này là muốn làm sáng tỏ mọi chuyện trước mặt mọi người bằng không cho dù có làm rõ mọi chuyện thì cũng sẽ có kẻ xấu lợi dụng, trước mặt không nói gì nhưng sau lưng lại nghi ngờ rèm Pha Tô Yên, cho rằng nhà họ Lý cố ý bao che cho cô. Hôm nay Tô Đình Nghiêm và Tần Phương Linh không tới, mà cũng chẳng có mặt mũi nào tới những nơi như thế này, thân làm cha nuôi của Tô Yên, đương nhiên Lý Mộc Sinh phải đứng ra bảo vệ cô rồi. Càng không nói Lục Cận Phong còn đang ngồi kia. Được, cha đi xử lý. Lý Mộc Sinh tự mình đi vào sau sân khấu kiểm tra đem tất cả số đồ mà mọi người mang đến quyên góp lên trên sân khấu đồng thời ông cũng mời một chuyên gia giám định đi lên cùng mọi người bên dưới đều ngước lên ngóng nhìn chiếc vòng ngọc bích của tô yên con gái nuôi lý mục sinh quyên góp đồ giả chuyện này chẳng phải là khiến người khác cười muốn chết sao an hinh hơi lo lắng tô yên xảy ra chuyện gì vậy có phải là cậu cầm nhầm đồ không đừng nôn nóng tô yên trấn an an hinh thực ra trong lòng cô cũng rất căng thẳng Tô Yên lên sân khấu, đi tới chỗ chiếc vòng ngọc bích của mình thì nghe thấy chuyên gia giám định khó khăn nói, "Cái này quả thực là đồ giả, chỉ đáng mấy trăm đồng mà thôi." Mấy trăm đồng. Phía dưới lại được một fan xôn xao, có người còn phát ra tiếng cười giễu cợt. Vạn Nhất không nghe được tiếp nữa, bèn nói, "Đại ca, anh không quan tâm à?" Lục Cận Phong không nói gì, anh chỉ nhìn về phía Tô Yên, thấy cô đối mặt với mọi sự nghi ngờ từ mọi người xung quanh mà vẫn giữ được sự lạnh lùng bình tĩnh khóe miệng anh bất giác cong lên. Lục Minh Khánh ở một bên nói với vạn nhất, đại ca sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chỉ là hôm nay là cơ hội tốt để chị tô cược một ván, nếu chị ấy có thể đối phó thành công, đạt được sự đồng ý cũng như khen ngợi từ những người trong giới thì vị trí bà chủ nhà họ lục của chị ấy sẽ càng được củng cố hơn. Vạn nhất chợt hiểu ra, đại ca, anh này là đang trải đường cho chị Tô. Năng lực của Tô Yên không chỉ dừng lại ở chức phận một phiên dịch viên, ban nãy khi Lục Cận Phong nhìn vào mắt cô, anh đã hiểu ý cô muốn nói là gì rồi cái cô muốn là muốn được cùng anh hợp lực chiến đấu chứ không phải núp dưới vòng tay để anh che chở người phụ nữ của anh thực sự vô cùng kiêu ngạo cái họ cần là một tình yêu ngang bằng không thua kém nhau về mọi mặt tô yên của hiện giờ vẫn chưa thể đạt tới độ cao cùng tầng với anh nhưng sớm thôi hai người sẽ cùng song song ngang bằng nhau tô yên cao mày món đồ mà cô đem đi từ thiện không thể nào là đồ giả bởi vì đó chính là món quà mà mẹ ruột tặng cho cô nhân dịp sinh nhật năm 8 tuổi. Cô vẫn luôn cất giữ nó kỹ càng để Tần Phương Linh không có cơ hội đoạt mất. Tô Yên cầm chiếc vòng lên xem thử, Lý Mộc Sinh có hơi sốt ruột bèn quay sang nói với chuyên gia giám định, có thể kiểm tra lại lần nữa không? Tiếng bàn tán dị nghị phía dưới sân khấu càng lúc càng to. Tô Vân ngồi ở vị trí chính giữa hàng ghế, cô ta nhìn lên chỗ Tô Yên trên sân khấu, bày ra bộ dạng lo lắng thay cho cô hướng nam anh mau nghĩ cách giúp chị ấy đi nếu chuyện chị ấy mang đồ giả đi quyên góp bị lộ ra ngoài thì chắc chắn sẽ thành trò cười mất chị ấy thật lòng muốn giúp đỡ các bạn nhỏ ở vùng núi khi nãy còn nói với em rằng quyên góp bao nhiêu tiền không quan trọng quan trọng là tấm lòng sở hướng nam nhíu mày hiện giờ vẫn chưa có gì chắc chắn đừng vội kết luận em rất lo cho chị ấy sớm biết thế em đã đổi cho chị ấy cái túi sms của em rồi dù sao thì bây giờ chị ấy cũng là con gái nuôi nhà họ lý ngộ nhỡ xảy ra điều tiếng không tốt, bị nhà họ Lý vứt bỏ thì phải làm sao? Lời này của Tô Vân nghe giống như đang giúp đỡ Tô Yên, nhưng kỳ thực thì cô ta đang cố tình dìm chết Tô Yên đây mà. Cái gì mà quyên góp bao nhiêu tiền đều không quan trọng. Ý cô ta muốn nói ở đây là món đồ Tô Yên đem quyên góp đích thị là đồ giả, cho nên cô mới nói như vậy. Quyên góp mấy trăm đồng cũng là có lòng rồi. Cô ta luyên thuyên mấy câu là có thể dìm người khác xuống, đồng thời khen ngợi bản thân rộng lượng, hào phóng. Chiếc túi Hermes của Tô Vân đang ở trên sân khấu kia, xung quanh nó được khảm bởi những viên kim cương đắt đỏ, lóng lánh phát sáng, ai cũng nhìn thấy. Giọng nói của Tô Vân không to không nhỏ, nhưng cũng đủ khiến mọi người ở xung quanh nghe rõ mồn một, một. Chuyện hồi trước Tô Vân vào trại tạm giam ai ai cũng biết, giờ mỗi câu cô ta nói ra đều có sức ảnh hưởng. Cô sở thật là tốt bụng, tình cảm chị em bọn họ cũng vô cùng tốt cái túi Hermes kinh điển ấy, năm đó cả thế giới chỉ sản xuất đúng ba cái, vậy mà cô sở lại sở hữu được một cái, bây giờ lại còn hảo tâm mang đi từ thiện nữa. Đúng vậy, người rộng lượng như cô ấy không nhiều đâu. Tô Vân thấy mọi người tán dương mình hết lời như vậy thì tỏ vẻ khiêm tốn, cười nói, đều là chuyện nên làm mà thôi, bọn trẻ ở vùng núi rất đáng thương. Bây giờ tôi cũng có con nên không nỡ nhìn những đứa trẻ khác phải chịu khổ, cũng coi như tích phúc cho đứa con trong bụng. Cô Sở có con rồi sao? Chúc mừng cô nha, thảo nào lâu lắm rồi không thấy cô ra ngoài tụ tập với mọi người. Tô Vân vẫn tiếp tục cười, khuôn mặt cô ta ánh lên vẻ hạnh phúc, mới có thai cách đây không lâu. Chúc mừng, chúc mừng, cậu Sở, cậu thật là có phúc mới lấy được cô vợ tốt thế này đó. Sở hướng nam cười cười, có chút miễn cưỡng. Tô Vân mừng thầm trong lòng, cô ta cố tình để mọi người biết rằng mình có thai từ đó ngầm khẳng định mình đã ngồi vững được lên vị trí cô con dâu của nhà họ sở rồi. Ngôn tình tổng tài. Nhưng lúc đó bỗng nhiên có tiếng ai đó vang lên trong đám đông, nhà họ sở sao lại để một đứa con riêng của vợ lẽ tới tham gia buổi tiệc quan trọng như thế này. Hình như hôm nay nhà họ chu không tới, đứa con trai và đứa con gái đều là con riêng, cũng xứng đôi đấy nhỉ. Mấy lời này truyền vào tai sở hướng nam, mặt mũi anh ta lập tức xa sầm, nhưng lại không dám nổi giận sắc mặt tô vân cũng có phần khó nhìn. người khác trước mặt thì khen ngợi, nhưng còn sau lưng thì cô ta và sở hướng nam, cái mác con riêng của hai người bọn họ chẳng thể nào thay đổi được. kết quả lần giám định thứ ba đã có, mấy chuyên gia giám định cùng nhau đưa ra kết luận giống nhau, đôi vòng tay này chắc chắn là đồ giả. sắc mặt lý ngục sinh vô cùng nghiêm trọng, nếu nhiều người như vậy còn nói đó là đồ giả, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Quả thật là Tô Yên mang đồ giả tới quyên góp hay sao? Tiểu Yên, cái này con, Lý Mục Sinh muốn hỏi Tô Yên một câu, nếu thật sự kia là đồ giả, vậy thì ông sẽ tìm cách giấu nhẹm chuyện này đi. Tô Yên nghiêm túc nói, cha nuôi, đôi vòng tay này không phải đôi mà con mang đến quyên góp, lúc trước con sơ suất làm đôi vòng đó rơi, con nhớ trên mặt vòng có một vết xước nhỏ, nhưng bây giờ lại không thấy đâu nữa. Tô Yên đưa cho Lý Mục Sinh xem, thật sự không có. Người phụ trách trong hòm quyên tặng đồ vật Tiểu Bình bị dọa cho phát khóc. Cô Tô, lúc cô đưa đồ cho tôi, tôi không hề động vào nó mà, đây quả thật là đôi vòng của cô. Chuyện này mà đổ trách nhiệm lên đầu người phụ trách, rất có khả năng anh ta sẽ phải ngồi tù. Tô Yên nhìn Tiểu Bình, cậu không hề động vào nó, vậy cậu có thể đảm bảo không có ai khác động vào nó không? Đôi vòng tay này luôn nằm trong tầm quan sát của cậu sao? Forever, sắp có đứa đẹp mặt. Chương 100, tài năng bẩm sinh của Hạ Vũ Mặc. Tiểu Bình không dám đảm bảo. Cô nghĩ một chút rồi nói, trước khi buổi tiệc bắt đầu, tôi đã vào trong phòng vệ sinh, còn những món đồ quyên góp đều ở trong phòng này, cũng không thể có người nào khác vào đây, tôi chỉ đi ra ngoài có 5 phút mà thôi. Tô Yên rất chắc chắn, đây không phải đôi vòng tay của cô. Lý Mộc Sinh nhìn Tô Yên, hỏi "Tiểu Yên, con chắc chứ?" "Con chắc chắn." Tô Yên vừa nói vừa nhìn xuống chỗ Tô Vân lúc quyên góp đồ tô vân cũng có mặt ở đó không phải cô ta giờ trò quỷ gì chứ cha nuôi chúng ta kiểm tra camera an ninh đi chỉ có kiểm tra camera an ninh thì mọi việc mới được sáng tỏ được lý mộc sinh lại cho người đến phòng giám sát kiểm tra camera an ninh trong lúc mọi người đang chờ đợi nhân viên nghiệp vụ quay lại có chút hoảng hốt nói ông lý camera an ninh hỏng rồi hỏng rồi lý mộc sinh lớn giọng sao lại trùng hợp vậy Camera hỏng rồi mà các người không sửa à? Mọi người phía bên dưới biết chuyện camera hỏng thì lại bắt đầu thì thầm to nhỏ. Ai mà biết camera hỏng thật hay giả. Nói không chừng nhà họ Lý này là đang muốn tìm người chịu tội thay Tô Yên, cho nên hệ thống giám sát mới hỏng. Lần này càng tô càng đen rồi. Nhân viên nghiệp vụ nhăn nhó nói, nhân viên sửa chữa của chúng tôi đã sửa rồi, chỉ có điều máy hư hao nghiêm trọng nên không sửa lại được. Nhất Thời Tô Yên cũng không biết phải làm như thế nào, điểm mấu chốt chính là camera an ninh, nhưng lại bị hỏng mất, bây giờ cho dù chuyện này là do vô tình hay có người cố ý hãm hại thì cũng không thể mãi không xử lý được. Lúc này, dưới hội trường vang lên một giọng nói trầm thấp. "Tôi đi xem xem." Người lên tiếng không ai khác chính là Lục Cận Phong. Lục Cận Phong lên tiếng khiến ai nấy đều bất ngờ, cậu lục ra tay rồi hay sao? Tô Yên nhìn Lục Cận Phong, anh gật đầu với cô. Tô Yên lập tức khéo léo mà nói cảm ơn Tổng Giám Đốc Lục giúp đỡ. Có Lục Cận Phong ra mặt, Lý Mộc Sinh cũng coi như thở phào một hơi. Lục Minh Khánh đẩy xe lăn của Lục Cận Phong đi về phía phòng giám sát, mọi người đều nhao nhao tránh đường, cũng có không ít người đi theo bọn họ tới phòng giám sát. Sở hướng Nam cũng đứng dậy đi theo bọn họ, Tô Vân đi theo, hướng Nam, đừng lo lắng, có Tổng Giám Đốc Lục ra mặt, chị em nhất định sẽ không sao đâu, sao lục cận phong lại ra mặt giúp tô yên sở hướng nam dừng bước anh ta nghe thấy ý tứ nào khác trong lời nói của tô vân em cũng không rõ có điều hồi trước anh ta đã từng giúp đỡ chị em em nghĩ chắc là anh ta có tình cảm với chị ấy tô vân cố ý nói như vậy thực ra cô ta chẳng biết gì về chuyện giữa tô yên và lục cận phong chỉ là cô ta không quen nhìn thấy bộ dạng căng thẳng như hiện giờ của sở hướng nam sở hướng nam nhớ ra chuyện bây giờ Tô Yên đang làm việc tại cơ quan hàng đầu của tập đoàn Lục Thị, và lại lúc trước suýt chút nữa thì cô được gả cho Lục Cận Phong, giờ Tô Vân nói thế, chắc chắn giữa hai người có gì đó mở ám. Đã rất lâu rồi sở hướng nam không thấy Tô Yên có bạn trai, xem ra cô ấy đã đá bay tên bạn trai nghèo rách mùng tươi kia, sau đó quyến rũ Lục Cận Phong, chẳng trách cô luôn từ chối sự theo đuổi của anh ta. Nhất định là như vậy. Trong phòng giám sát, rất nhiều người đứng quanh cửa quan sát. Lục Cận Phong vào trong phòng giám sát, Tô Yên đi tới cạnh chỗ anh, thật sự có thể sửa sao. Màn hình giám sát đều đã bị nhiễu sóng, tần số vị hỏng rất nghiêm trọng, Tô Yên thấy cũng hơi lo lắng. Lục Cận Phong liếc cô một cái, lãnh đạm nói, tự tin một chút, bỏ chữ cuối cùng đi. Nghe anh nói thế, Tô Yên lập tức mỉm cười. Hai người nói chuyện với nhau cứ như xung quanh chẳng có ai, phảng phất có mùi cầu lương, Điều này khiến mọi người đứng quanh vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc Tô Yên có quan hệ như thế nào với Lục Cận Phong vậy? Sau đó, điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn nữa là Lục Cận Phong vừa sửa màn hình camera, vừa kiên nhẫn dậy cho Tô Yên, thỉnh thoảng còn thấy Tô Yên gật gật đầu, hoặc là thốt lên mấy tiếng sủng bái, hóa ra đơn giản như vậy. Mọi người, bọn họ đã khi nào nhìn thấy Lục Cận Phong bình dị gần gũi như bây giờ đâu. Ánh mắt Lục Cận Phong nhìn Tô Yên vừa ấm áp vừa cưng chiều mọi người đều có thể cảm nhận được mùi vị tình yêu ở trong không gian này chẳng lẽ lục cận phong thật sự yêu tô yên rồi rất nhanh chóng trong đám đông có người nhớ ra tô yên từng đào hôn vậy mà nhà họ lục lại không hề truy cứu có người thì thầm hỏi chẳng phải cô tô này từng chạy trốn khỏi đám cưới với cậu cả lục hay sao nhưng mà nhìn bộ dạng này chắc chắn quan hệ giữa hai người bọn họ không bình thường nói không chừng giữa hai người họ đang là mối quan hệ yêu đương nhìn ánh mắt cậu cả lục nhìn tô yên kìa thật ngọt ngào quá đi hai người bọn họ nhất định có chuyện rồi đúng đó trước kia tôi nghe nói cậu cả lục rất lạnh lùng vô tình không ham nữ sắc mà giờ xem ra lời đồn toàn là nhảm nhí cả mọi người có để ý tô yên đứng cạnh cậu cả lục không hai người họ xứng đôi quá trời tôi yên hoàn toàn không nghe thấy mấy lời bàn luận kia cô chăm chú nhìn thao tác tay của lục cận phong ngón tay thon dài của lục cận phong gõ gõ rất nhanh trên bàn phím sau một hồi gõ lộc cộc thì cuối cùng màn hình giám sát camera đã hoạt động bình thường trở lại. Tô Yên vui mừng nói, thật là tốt quá, anh giỏi thật đó. Nhìn thấy bộ dạng mừng rỡ lẫn hâm mộ mình của Tô Yên, khóe miệng lục cận phong bất giác cong lên, ánh mắt đầy vẻ yêu thương. Vạn nhất cười nói, cái này đối với đại ca mà nói chỉ tốn chút tâm tư mà thôi. Tô Yên di chuyển con chuột, kéo tần số màn hình giám sát ra sau một chút, cuối cùng dừng lại đúng phân cảnh thời điểm cô đưa chiếc vòng tay ngọc bích cho người phụ trách. Cô nhấp chuột, ngay lập tức, màn hình giám sát camera được chiếu lên tường, 360 độ không góc chết, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Video chạy, lúc đầu không có gì bất thường cho đến khi người phụ trách Tiểu Bình rời khỏi, một người phụ nữ mặc bộ đồ lao công lén lút xuất hiện trong khung hình video. Lục Cận Phong hỏi quản lý khách sạn, người phụ nữ này, chỗ các anh có thấy quen không? quản lý nhìn kỹ một chút rồi nói, không biết. Trên màn hình chỉ là góc nghiêng của người phụ nữ, không thấy rõ mặt. Tiểu Bình lên tiếng, quản lý, người này mới tới làm được hai ngày, lúc đó tôi vào phòng vệ sinh rửa tay nên mới nhờ cô ta trông giúp một lúc. Quản lý hỏi, vừa được tuyển vào, tên là gì? Trang Ái Hồng. Tô Yên đang xem màn hình giám sát nghe thấy cái tên này thì ánh mắt lóe lên một tia nghi ngờ, cô nhìn kỹ lại người trong video một lần nữa mới phát hiện đó chính là Trang Ái Hồng sao lại là cô ta tô yên vừa nghi ngờ lại vừa bất ngờ lục cận phong hỏi em quen người này lục minh khánh nói thay tô yên trước đây trang ái hồng từng làm cùng công ty với chị tô sau đó chuyện cô ta hãm hại chị tô bại lộ nên cô ta đã tự nhận lỗi rồi từ chức lục minh khánh cố ý nói thành từ chức thay vì bị đuổi cũng là muốn bảo vệ danh tiếng cho tô yên tránh để người khác cho rằng tô yên mượn cớ trả thù trang ái hồng tô yên cảm kích nhìn lục minh khánh Lục Cận Phong lạnh lùng phân phó, phong tỏa toàn bộ khách sạn, tìm người về đây. Trong đoạn video, chàng ái hồng lén la lén lút đi vào rồi lại đi ra, thần sắc trông có vẻ hơi hoảng hốt. Chắc chắn có vấn đề. Lục Cận Phong ra lệnh, quản lý khách sạn lập tức cho người đi phong tỏa cửa ra vào khách sạn. Thế nhưng nửa tiếng trôi qua vẫn không tìm được người. Cũng không thể mãi kéo dài thời gian là chậm chế buổi từ thiện, Tô Yên và Lục Cận Phong nhìn nhau, Định bụng sẽ để buổi tiệc tiếp tục diễn ra. Đúng lúc này, giọng nói của Hạ Vũ Mặc vang lên, "Chị ơi, người đó vẫn ở trong khách sạn, chắc chắn cô ta đang trốn trong phòng làm việc." Tất cả mọi người đều ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy một đứa trẻ con, mọi người đều bật cười. Lời của một đứa trẻ con, sao có thể tin được cơ chứ? Trái lại, sắc mặt Hạ Vũ Mặc rất nghiêm túc, không giống như đang nói linh tinh, "Tôi yên rất tin tưởng thằng bé." Cô quay sang nói với Lục Cận Phong, cho người tới phòng làm việc xem thử. Chương 101, Lục Cận Phong cương triều Tô Yên ra mặt. Thật sự là có thể tin lời của một đứa bé. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy có hơi hoang đường. Lục Cận Phong gật đầu nhìn giám đốc khách sạn, dặn dò, anh đi xem thử. Vâng, tổng giám đốc Lục. Lục Cận Phong hỏi Hạ Vũ Mặc, làm sao con chắc chắn được người đó đang ở phòng điều hành? Lục Cận Phong cũng chỉ là thuận miệng hỏi thử, không có hy vọng một đứa bé sẽ có thể trả lời được. Hạ Vũ Mặc rất lanh lợi, nhưng mà đây không phải là chuyện chỉ cần một đứa bé lanh lợi thì sẽ có thể tìm ra được thủ phạm. "Dễ lắm chú, chú cứ nhìn đi sẽ biết." Hạ Vũ Mặc bày ra vẻ mặt rất đối khi dễ, bàn tay nhỏ xíu liên tục chỉ vào 10 cái camera giám sát, nghiêm túc nói kẻ xấu đó sau khi xuất hiện ở kho chứa đồ thì đã không thấy tăm hơi nữa. Camera giám sát bị hư như này nhất định là người đó đã tới phòng giám sát, hoặc là có thêm đồng bọn hỗ trợ. Mà từ chỗ kho chứa đồ tới phòng giám sát thì chắc chắn phải đi qua ba cái camera giám sát. Hạ Vũ mặc chỉ tay vào ba cái camera, mà ba cái này lại đúng là ba cái camera đặt ở giữa kho chứa đồ và phòng giám sát. Ở trên mỗi một camera đều không có đánh dấu. Nếu không phải là người đã quen với vị trí được lắp đặt camera trước đó thì hầu như đều không thể nào phân biệt được cái nào là cái nào. Đây là lần đầu tiên Hạ Vũ Mặc tới nơi này, khẳng định là sẽ không biết được vị trí lắp đặt camera như thế nào. Nhưng mà cậu bé lại nói rất chính xác, chuyện này khiến Lục Cận Phong cảm thấy ngạc nhiên. Hạ Vũ Mặc tiếp tục phân tích, camera giám sát ở cửa chính và cửa sau đều không thấy có kẻ xấu xuất hiện, từ trong khoảng thời gian đó suy ra được sau khi hành tung của mình bị bại lộ thì người này khẳng định vẫn còn đang trốn ở khách sạn. Mà dựa theo 10 cái camera giám sát ở đây, vị trí ở cách xa phòng giám sát nhất là phòng điều hành mới có khả năng cao nhất. Lập luận chặt chẽ, lời lẽ sắc bén lại có tính logic cao vậy mà lại xuất phát từ cửa miệng của một đứa bé. Những người khác nghe xong như hiểu như không, Lục Cận Phong lại thầm khiếp sợ. Giọng nói non nớt như này lại có sức thuyết phục ghê gớm. Tô Yên cũng rất khiếp đảm, trước đó cô biết Hạ Vũ mặc thông minh hơn những đứa trẻ khác, nhưng lại không biết cậu nhóc thông minh tới mức độ này, hoàn toàn vượt xa với tưởng tượng của cô rồi. Vạn nhất nhìn Hạ Vũ mặc, ánh mắt lại như thể nhìn thấy được một báu vật, hai mắt cũng phát sáng lên, đại ca, đây là một mầm non cực tốt đó. Cho dù là có tìm khắp cả đảo cũng không tìm ra được một cậu nhóc thông minh như thế. À không, có một người, đó chính là Hạ Phi. Năng lực phân tích và khả năng quan sát nhạy bén như này của Hạ Vũ Mặc, nếu như không được bồi dưỡng tới nơi tới chốn thì thật sự là đáng tiếc. Lục Cận Phong biết vạn nhất có ý đồ gì, anh ta là muốn mang cậu nhóc này ra ngoài đảo. Ý đồ này không thiết thực, sẽ không qua được cửa ải của Tô Yên. Lưu Tuyết Lam và Lý Mộc Sinh nghe không hiểu cho lắm, chỉ biết là Hạ Vũ Mặc rất lợi hại. Đứa nhỏ này, thật sự là không uổng công họ đã yêu thương như thế. Hạ vỗ mặt nhìn chằm chằm camera giám sát, lại bổ sung thêm một câu: Phòng điều hành nằm ở gần cửa sau nhất. Ý là vị trí như thế thì sẽ rất tiện để chạy trốn. Trong đám người ở đây có ai đó bật nói một câu, nói mấy chuyện gì vậy nhỉ? Không hiểu một chút nào. Tôi không tin một đứa bé lại có thể nói đúng được. Người kia vừa nói xong, giám đốc đã dắt người tới, buông tôi ra. Mấy người bắt tôi làm gì? Tôi có làm gì sai đâu? người dẫy dụa đó chính là Trang Ái Hồng. Lần này thật sự là không phục cũng không được. Tô Yên lại giơ ngón tay cái về phía Hạ Vũ Mặc, Tiểu Vũ, đỉnh lắm. Hạ Vũ Mặc mỉm cười hồn nhiên, ánh mắt lại nhìn về phía Lục Cận Phong, tự tin nói chút lòng thành mà thôi. Câu này, không phải là câu mà vạn nhất lúc nãy khen Lục Cận Phong sao? Chuyện xuyên nhanh, thằng nhóc này là đang khiêu khích Lục Cận Phong rồi. Tổng giám đốc Lục, cô gái này đúng thật là trốn ở phòng điều hành. Giám đốc gọi bảo vệ áp giải người kia ra phía trước. Lục cận phong lạnh lẽo liếc mắt nhìn một cái, lông mày lưỡi liềm khẽ nhíu lại nói, lục soát. Lời vừa nói xong lập tức đã có người tới lục soát. Vì Trang Ái Hồng là phụ nữ, cho nên phái nhân viên nữ tới lục soát. Trang Ái Hồng hoảng loạn, mấy người làm gì vậy, mau dừng tay lại. Nếu không tôi sẽ đi kiện mấy người tội xâm phạm nhân quyền đó. Lý Mục Sinh lạnh lùng đáp, nếu thật sự cô trộm vòng tay, vậy cứ đợi mà ngồi tù đi. Tôi không có lấy vòng tay gì hết, tôi không biết mấy người đang nói gì cả. Trang Ái Hồng vẫn chối bay chối biến, mà quả thực không tìm ra được gì từ trên người của cô ta. Tô Vân ngồi trong đám người ở đây đang thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có cơ hội bắt trẻ được Tô Yên, cô ta đều sẽ không từ thủ đoạn để khiến người kia vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Chỉ cần không tìm được vòng tay vậy cô ta có thể dùng tiền để bôi nhỏ tô yên làm giả buổi tiệc từ thiện thậm chí đến cả tiêu đề cũng đã được tô vân nghĩ xong rồi đây chính là cơ hội tốt để chửi rủi tô yên cô ta làm sao có thể bỏ lỡ cho được không tìm ra được vòng tay tô yên cũng rất bất ngờ trang ái hồng chỉ cần cô màn vòng tay ra đây thì sẽ có thể giảm bớt được tội tô yên cô muốn trả thù tôi có phải vậy không bởi vì trước kia tôi đã nói xấu cô cho nên cô mới dùng cách này để sỉ nhục người khác. Trang ái hồng vùng vẫy khỏi sự kìm hãm của nhân viên công tác, lập tức phẫn nộ mà nói là bản thân cô quyên tặng hàng giả, nhất quyết muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của tôi. Trang ái hồng nói xong lại kéo theo rất nhiều người bàn luận sôi nổi. Lẽ nào Tô Yên thật sự là muốn người khác bị tội oan? Trả thù à? Tô Yên vẫn giữ vẻ mặt hờ hứng, lời nói cũng rất sắc bén, cô nói không phải là cô lấy, vậy sao cô lại lấm la lấm lét rời khỏi kho chứa đồ sau đó lại trốn ở phòng điều hành cái gì mà lấm la lấm lét tôi vội đi toilet thôi còn lý do tại sao tôi ở phòng điều hành là vì tôi làm rơi cài tóc cho nên đi tìm đồ trang ái hồng thong thả đáp lời cũng đã không còn vẻ hoảng loạn trước đó nữa nhưng mà tôi yên lại mỉm cười nhìn về phía lục cận phong sau đó cả hai người đều cùng nghĩ tới một nơi tới toilet lục soát đi Tô Yên mặt mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại rất lạnh lùng bổ sung thêm, lục soát cho kỹ một chút. Vừa nghe tới chữ toilet, sắc mặt của Trang Ái Hồng đã hoàn toàn hoảng loạn. Rất nhanh sau đó người đi lục soát đã quay trở lại, quả thực là tìm thấy vòng tay, giống hệt với bộ vòng tay giả kia. Cô Tô, tìm thấy trong thùng nước của trong toilet. Camera giám sát được sửa lại cùng vừa đúng lúc chiếu hình ảnh Trang Ái Hồng đi vào toilet, cộng thêm chính miệng cô ta thừa nhận, đây chính là bằng chứng xác thực nhất rồi không phải tôi không liên quan gì tới tôi tôi chỉ là đi toilet mà thôi lẽ nào cứ hễ ai đi toilet thì đều là kẻ tình nghi trang ái hồng đánh chết cũng không chịu thừa nhận không phải là cô à tôi yên hời hợt nói vậy thì tới đồn cảnh sát làm một đợt giám định dấu vân tay thật đâu ra đó để xem thử rốt cuộc hung thủ là ai bộ vòng tay này ngoại trừ tôi và nhân viên công tác ra chưa từng có người khác chạm qua cả nếu như trên đó có dấu vân tay thứ ba, vậy thì người đó chính là kẻ trộm. Cô dám thử không? Lục Cận Phong trầm giọng nói, đưa tới đồn cảnh sát. Giọng nói lạnh lẽo đó khiến chàng ái hồng sợ run, quỳ phịch xuống đất nài nỉ, đừng mang tôi tới đồn cảnh sát, tôi sai rồi. Vì tôi căm ghét tội yên nên mới làm như thế, tôi thật sự không muốn ăn trộm, vốn dĩ tôi chỉ định sau khi chuyện xong xuôi sẽ mang trả lại, tôi chỉ là muốn cho tội yên một bài học thôi. Màn dậy dỗ này, Tô Yên thật sự đã nhận được rồi. Cô nhớ tới trước lúc Trang Ái Hồng rời khỏi công ty đã có buông lời miệt thị. Trang Ái Hồng, là hành vi của cô bất chính, lòng dạ hiểm độc. Đều đã là người lớn cả rồi, vậy thì nên có trách nhiệm với hành vi của mình đi. Tô Yên lạnh lùng nói, không phải vừa nãy đã có cho cô cơ hội rồi đó sao? Trang Ái Hồng quỳ xuống đất xin tha, Tô Yên, Tô Yên, coi như cô nể tình chúng ta là đồng nghiệp mà tha cho tôi đi tôi thật sự không phải cố ý. Có thể làm hỏng camera giám sát, còn Dương Đông kích tây giấu ở toilet, vừa nhìn đã biết lên kế hoạch rất chỉn chu, lại còn nói là không phải cố ý. Cô nghĩ tất cả mọi người ở đây là kẻ ngu xuẩn mù mắt chắc. Vạn nhất lạnh giọng nhếch mép, nói với Lý Mục Sinh, Tổng Giám Đốc Lý, nhanh chóng mang cô ta tới đồn cảnh sát xử lý đi, đừng làm trễ nãi thời gian. Bởi vì chuyện trang ái hồng trộm đồ vật quyên góp đã lãng phí hết một tiếng đồng hồ của tất cả mọi người đây rồi. Nhưng mà mọi người đều không thấy khoảng thời gian này là lãng phí, bởi họ có thể nhìn thấy được cậu chủ lục còn có thể cưng chiều một người tới vậy, như thế cũng xứng đáng rồi. Trang ái hồng bị đưa tới đồn cảnh sát, buổi từ thiện tiếp tục diễn ra. Sau đó, Lục Cận Phong lại làm ra một hành động minh chứng cho suy nghĩ của tất cả mọi người ở đó là đúng anh dùng 50 triệu để mua lại vòng tay mà tôi yên quyên góp, toàn bộ số tiền đó đều sẽ được quyên góp cho các bạn nhỏ sống ở miền núi. Cái vòng tay đó chỉ đáng giá một triệu mà thôi, đây rõ ràng là Lục Cận Phong lấy 50 triệu ra để cưng chiều Tô Yên. Tô Yên đứng lên, mỉm cười ngỏ ý cảm ơn Lục Cận Phong, cảm ơn Tổng Giám Đốc Lục đã có lòng quan tâm tới các bạn nhỏ ở vùng núi như vậy. Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra, lần này đến lượt túi sách hiệu Hermes mà Tô Vân quyên góp, giá khởi điểm là một triệu tô vân dơ bảng lên một triệu rưỡi một triệu tám tôi trả hai triệu tôi trả ba triệu sau một hồi dơ bảng giá thành càng lúc càng được đẩy lên cao tô vân đã bắt đầu khẩn trương rồi đồ mà cô ta quyên góp nếu như bản thân cô ta không dơ theo để lấy được thật sự là mắc cỡ chết rồi tô vân thấp giọng cầu cứu sở hướng nam hướng nam em không đủ tiền anh có thể dơ bảng giúp em không chương 102, lục cận phong đang châm lửa. Tầm mắt của sở hướng nam vẫn luôn đăm đăm về phía của Tô Yên. Cô gái này, thật sự đã thuần hóa được lục cận phong rồi. Sở hướng nam ngồi ở phía sau hai người nữa, không hiểu sao nhìn từ góc độ này lại cứ thấy Tô Yên và lục cận phong như đang liếc mắt đưa tình với nhau. Hướng nam, Tô Vân bối rối khẽ giật tay của sở hướng nam, nhỏ giọng nói, đã ra tới giá 5 triệu rồi, tiền tiêu vặt tháng này của em không đủ nữa, anh có thể giúp em dơ bảng được không? Cô ham danh lợi như thế làm gì? Sao hả? Cô muốn tôi giống như cậu chủ lục dầu nứt vách đổ tường đó chi ra hẳn 50 triệu à? Sở hướng nam có chút nghĩa mai nói, một cái túi sách cũ thôi mà, sao phải cứ hơn thua với tôi yên làm gì? Cho dù cô có tranh giành với cô ấy như thế nào đi nữa, đến cả đầu ngón chân của cô ấy cô cũng không với tới được. Điện thoại di động của sở hướng nam cũng chợt vang lên, anh ta nói xong lại đứng lên đi ra phía sau nghe điện thoại để lại Tô Vân ngồi một mình như thế. Trong đầu cô ta vẫn lặp đi lặp lại câu nói đến cả đầu ngón chân của cô ấy cô cũng không với tới nổi của sở hướng nam, cơn ghen ghét trong lòng bùng phát dữ dội, mất luôn cả lý trí. Trận đấu giá vẫn đang diễn ra, có người đã dơ bảng ra giá 8 triệu. Mà lúc này, một cô gái đang ngồi cạnh Tô Vân lại cười chế giễu mấy người xem, Tô Vân chẳng có động tính gì cả, chắc là cô ta không có đủ tiền nên không dám dơ bảng nữa. Ha ha, thực sự là buồn cười chết mất, tự mình còn không đấu giá nổi đồ của mình nữa. Mấy người coi kìa, sở hướng nam đã đi rồi, cả đêm nay thấy sắc mặt của anh ta luôn rất u ám, xem ra hai người họ ly hôn rồi. Mấy lời mỉa mai đó lọt vào tai của Tô Vân khiến cô ta giận đến nghiến răng nghiến lợi, lòng bàn tay cầm bảng siết chặt lại, sau đó dơ lên nói 100 triệu. Vừa nói xong, tất cả mọi người đều đồng loại nhìn về phía Tô Vân. Cô ta vẫn cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, nói là cưới nhưng so với khóc còn khó coi hơn. 100 triệu, cô ta vốn dĩ không đủ tiền. Nhưng sau buổi đấu giá mà không đưa đủ tiền, đó mới là chuyện khôi hài nhất hạng. Tô Yên cảm thấy có hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Tô Vân một cái rồi thôi. Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu hào hứng nói, còn có ai ra giá cao hơn 100 triệu không? 100 triệu lần thứ nhất, 100 triệu lần thứ hai, thành giao, chúc mừng mở cả nhà họ sở. Mọi người vỗ tay, xôn xao chúc mừng. Tô Vân lập tức đứng lên mỉm cười vẫy tay với mọi người ở đó, trong giây phút ấy cô ta như thỏa mãn được lòng ham muốn, vốn đã quên mất chuyện có thể trả nổi 100 triệu đó hay không rồi. Cô ta cứ thế hưởng thụ cảm giác được người khác vây quanh, tung hô. Như này khiến cô ta nhớ lại cảm giác được làm tâm điểm của mọi sự chú ý, người người vây quanh như lúc còn là cô chủ nhà họ Tô, An Hinh quay sang hỏi Tô Yên, cô ta có nhiều tiền giữ vậy sao? Cậu xem vẻ mặt của cô ta kìa, đó có phải là cười đâu, còn khó coi hơn cả khóc nữa. Có lẽ cô ta thật sự có tiền đó. Tô Yên không quan tâm chuyện này lắm, Tô Vân có đủ tiền hay không cũng mặc. Bởi cô lúc này mới là đang trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, Lục Cận Phong ngồi ở hàng ghế sau lại dở thói không đứng đắn, gan cũng ngày một to ra rồi, lại cư nhiên dám dùng chân sờ soạng chân của cô, này không phải là sàm sỡ trắng trợn đó sao? tô yên quay đầu chừng lục cận phong người kia chỉ bày ra ánh mắt biết cười dáng vẻ vô cùng vô tội tô yên thật chỉ hận không thể lột lớp mặt nạ đó của anh xuống chân của lục cận phong lại trượt lên trên một chút cảm giác ngứa ngáy này khiến tô yên kẹp chặt hai chân lại gò má cũng đỏ lên tiểu yên con sao vậy sao mặt lại đỏ ửng thế kia lưu tuyết lam ngồi bên cạnh hỏi thăm không có gì ạ à? Có thể là máy lạnh bật nhiệt độ hơi cao, con thấy hơi nóng nực. Tô Yên gượng cười, âm thầm cảnh cáo Lục Cận Phong không được phép sằng bậy nữa, trách anh không chịu xem thử đang ở trong hoàn cảnh như nào. Nếu như là ở nhà, Tô Yên chỉ hận không thể xử đẹp anh rồi, thật sự là quá kiêu căng. Lục Cận Phong lúc này lại càng thêm kiêu căng, anh bỗng chồm người tới phía trước áp sát vào mặt cô, thấp giọng khẽ nói một câu mà chỉ có hai người nghe thấy, tối nay tới chỗ của anh. Nhịp tim của Tô Yên đập loạn giọng nói trầm đục ấm áp này quả thật mà nói chính là hung khí chí mạng. Lại còn đang dụ dỗ cô nữa chứ. Vì dè giặt xung quanh có quá nhiều người, tôi yên cũng không dám sằng bậy, chỉ đanh nhỏ giọng nói, yên lặng chút đi, nếu không sau này em sẽ không tới chỗ của anh nữa. Yên yên, ý em là muốn mời anh tới chỗ em. Không thành vấn đề đâu, Lục Cận Phong mở miệng nói, bên trong ẩn dấu ý cười. Em mời anh lúc nào, tôi yên trợn tròn mắt, người này sao lại hay bẻ lái câu chữ như vậy chứ không phải em tới thì anh tới lẽ nào yên yên còn có cách nghĩ khác lục cận phong làm ra vẻ như bừng tỉnh yên yên chẳng lẽ em đang ám chỉ muốn cầu hôn với anh làm gì có gò má tôi yên đỏ ửng anh đừng có dựa sát vào người em hai người mặc kệ người xung quanh mà cứ thế nói chuyện riêng khoảng cách càng lúc càng được kéo gần giọng nhỏ xíu nên người khác cũng không thể nghe thấy rõ hai người đang nói chuyện gì Tư thế này của cả hai cứ như cả tóc mai và vành tai đều chạm vào nhau, nhìn kiểu gì cũng rất mờ ám. Tô Yên nhích người ra một chút, Lục Cận Phong lại vô liêm sỉ mà nhích gần thêm một chút. Mọi người cả kinh. Không phải Tô Yên nhích tới gần Lục Cận Phong, mà là Lục Cận Phong chủ động nhích tới gần Tô Yên ư. Người đàn ông đó chính là người nắm quyền của nhà họ Lục, trên thương trường chỉ cần dậm chân một cái thôi sẽ khiến cả giới rung chấn dữ dội. Nhưng nay lại ở trước mặt Tô Yên mà trở thành kẻ thấp hèn, à không, nói sai rồi, là trở thành một tổng giám đốc dịu dàng, chọc ghẹo để khiến Tô Yên vui vẻ sao? Một người nắm quyền nhà họ Lục bá đạo lạnh lùng, dứt khoát tàn nhẫn, máu lạnh vô tình lúc trước đi đâu mất rồi? Đêm nay, Lục Cận Phong cũng đã có ý thể hiện cho mọi người thấy được, anh đang theo đuổi Tô Yên, Tô Yên là người phụ nữ của anh. Buổi đấu giá từ thiện kết thúc, Tô Vân nhìn Lục Cận Phong đối xử dịu dàng với Tô Yên như thế, còn cầm ra 50 triệu để mua lại cái vòng tay đó rồi đưa lại cho Tô Yên, trong lòng cô ta lại càng thêm ghen ghét. Sở hướng Nam nghe điện thoại xong quay trở vào, buổi tiệc đã kết thúc rồi, mọi người đang lật đật rời đi. Có người nhìn thấy sở hướng Nam lại cười nói, chúc mừng cậu sở đã cưới được một người vợ rất tốt bụng, vừa rồi mợ sở đã bỏ ra 100 triệu để mua lại cái túi sách đó, thật sự là hào sảng quá đi mất. Đúng vậy nha, mở cả nhà họ sở thật sự là rất dành tình cảm với mấy bạn nhỏ vùng núi. Lúc sở hướng nam nghe chữ 100 triệu đó, ánh mắt nhọn như dao găm lại chừng về phía Tô Vân. Tô Vân trột dạ, lúng túng chỉ biết nhích người đi tới, cố gắng nở một nụ cười, ông xã. Cô bỏ ra 100 triệu để mua cái túi rách này. Sở hướng nam nhịn không được bùng nổ tại chỗ, cô đúng là thứ ngu ngục mà, cái túi đó cùng lắm chỉ đáng giá 2 triệu thôi, cô lại lấy 100 triệu ra mua lại, cô có tiền lắm à? ông xã anh đừng tức giận, em không phải cố ý, anh nghe em giải thích một chút được không? Tô Vân dè dặt nói, em cũng là vì muốn anh nở mày nở mặt, có được một thanh danh tốt. Vợ chồng là một thể, quyên góp 100 triệu cho mấy đứa trẻ vùng cao đó cũng là tích phúc đức cho con của chúng ta mà. Cô tốt bụng như thế, sao không đi cứu vớt thế giới đi? Sở hướng nam cạnh khóe Tô Vân, lạnh lùng nói, tự cô gây chuyện, tự cô xử lý đi, đừng tìm tới tôi. Nói xong, sở hướng nam tức giận bỏ đi. Vừa ra tới cửa đã nghe thấy người khác đang bàn luận về Tô Vân. Ha ha, lấy 100 triệu ra mua cái túi sách giá 2 triệu, quả thật là ngu ngốc. Còn làm ra vẻ mình tốt bụng lắm, thật sự tưởng người khác không biết được mục đích của cô ta sao. Thực ra cũng chỉ là vì mặt mũi với danh tiếng của bản thân mà thôi, muốn phân cao thấp với Tô yên nhà người ta đó mà. Cũng không xem thử cô ta với Tô yên nhà người ta ở vị trí như thế nào cô Tô là con gái nuôi của Tổng Giám Đốc Lý, lại còn được lòng của cậu chủ lục. Đừng nói là cậu chủ lục chi 50 triệu để khiến cô Tô vui lòng, có chi 500 triệu người ta cũng không có tiếc nữa. Tô Vân chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi, bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô, nhà họ Chu cũng không chịu nhận, cô ta làm gì có nhiều tiền như vậy. Đây chính là kết cục của kẻ hám danh, lúc trước có nghe nói vốn dĩ là cô Tô được gả vào nhà họ sở, là do mẹ con của Tô Vân đó cháu cô dâu trong ngày cưới, Tô Vân mới vào được nhà họ sở. Như vậy thì sở hướng nam thật sự đúng là xui xẻo rồi, cưới phải một người ngu ngốc như vậy, làm sao so được với cô Tô chứ? Sở hướng nam nghe mấy lời đàm tiếu này lại càng thêm tức giận, lửa giận đùng đùng mà xoay người bỏ đi. Còn Tô Vân ở đây đã ra giá mua được đồ rồi nhưng lại chậm chạp không có được tiền, nhân viên công tác lập tức đi tới thúc giục, cô ta đành phải cười trừ mà nói, chờ một lúc, tôi gọi điện thoại xong sẽ lập tức tới. Tô Vân đành phải gọi điện cho Chu Hoàng Long, nhưng mà máy bận. Lòng cô ta gấp như lửa đốt gọi cho Tô Đình Nghiêm nhưng lại bị tắt máy ngang. Tô Vân sốt ruột đi qua đi lại, nhân viên công tác nói, mợ sở à, đã chuẩn bị tiền xong rồi chứ. Giọng điệu này nghe ra có vài phần là mỉm mai. Tô Vân nhìn thấy Tô Yên từ bên trong đi ra, nhắm mắt gióng giạc mà nói, tôi dắt các anh đi thanh toán, không phải chỉ là 100 triệu thôi sao, có thể gửi gắm một chút lòng thành tới mấy bạn nhỏ ở miền núi chính là niềm vinh hạnh của tôi. Chương 103, sự cố bất ngờ. Tô Vân cố ý cất cao giọng để cho Tô Yên nghe được. Cô ta tuyệt đối sẽ không nhận thua trước mặt Tô Yên. Tô Yên vốn chẳng thèm nhìn Tô Vân đến một cái. Cô nắm tay Hạ Vũ Mặc, cùng nhóm Lục Cận Phong rời đi. Đến bãi đậu xe, Vạn Nhất rất thức thời mà khoác vai Lục Minh Khánh, nói, "Buổi tối hai đứa em còn phải xem kịch bản." non sông hiên thành đại ca vậy bọn em không đi cùng anh nữa lục minh khánh nhìn vạn nhất một cái từ khi nào thì bọn họ phải xem kịch bản vậy anh ta cũng không nói là muốn nhận bộ phim non sông hiên thành này vạn nhất nháy mắt ra hiệu cho lục minh khách hai người liếc mắt nhau lục minh khánh phản ứng chậm chạp nhưng cũng may đã phản ứng lại được vẻ mặt có chút ngốc à đúng lục cận phong rất hài lòng về sự thức thời của vạn nhất anh khẽ gật đầu ừm vậy các cậu đi trước đi. Vạn nhất khoác vai Lục Minh Khánh, chào tạm biệt với Tô Yên, cô Tô, lần sau gặp lại. Lục Minh Khánh cũng mỉm cười, tỏ ý chào tạm biệt. Ừm, lần sau gặp, Tô Yên mỉm cười đáp lại, Tiểu Vũ, chào tạm biệt với các chú đi em. Tạm biệt chú Vạn, chú Khánh, Hạ Vũ mặc rất lễ phép. Nhóc mập, lần sau chú dẫn con ra ngoài chơi, Vạn nhất thò tay muốn nhéo mặt Hạ Vũ mặc hạ vũ mặc lập tức lùi lại chỉ có vợ mới được sờ lời này chọc cho vạn nhất vui vẻ ái trà nhỏ vậy mà đã biết tìm vợ rồi hậu sinh khả úy hậu sinh khả úy nha thấy vạn nhất và lục minh khánh đều muốn đi an hình chỉ chỉ mình lại nhìn lục cận phong và tô yên xấu hổ nói vậy có phải là mình cũng nên đi rồi không hình hình anh tiện em lý văn chạy từ bên trong ra trên mặt nở một nụ cười tươi như hoa anh à vẫn là thôi đi, tôi tự lái xe về. Bất kể thế nào thì An Hinh cũng thấy Lý Văn không vừa mắt. Ai bảo Lý Văn có tiếng xấu bên ngoài, trước kia còn có mâu thuẫn với An Hinh, bây giờ Lý Văn đã bị An Hinh kéo vào danh sách đen rồi. Nếu như không phải nể mặt Lý Văn đã trở thành em kết nghĩa của Tô Yên, cô ấy đã thấy anh ta một lần là đánh một lần rồi. Hinh Hinh, đừng vậy mà. Em là khách, anh là chủ, là một người đàn ông, chút ga lăng này chắc chắn phải có lý văn ân cần đến mở cửa xe cho an hinh cười hi hi nói hiện tại anh đã đi làm trong công ty rồi anh đang học cách quản lý công ty đã không còn là một công tử nhà giàu không làm ăn đàng hoàng chỉ biết ăn uống vui chơi nữa rồi có liên quan gì đến tôi sau khi lên xe an hinh đạp chân ga lái xe rời đi khói xe phun đầy mặt lý văn vạn nhất và lục minh khánh cũng đi rồi ở cổng chỉ còn lại tô yên lục cận phong cùng hạ vũ mặc lý mộc sinh và lưu tuyết lam còn phải giải quyết hậu quả lục cận phong nhướng mày với tô yên đến chỗ em hay là đến chỗ anh tô yên mím môi cười lục cận phong vẫn còn đang nhớ thương đây ai về nhà nấy tô yên bế hạ vũ mặc lên em phải đến bệnh viện thăm tô duy mấy ngày qua chỉ dính cùng một chỗ với lục cận phong không để ý đến tô duy trong lòng tô yên vẫn rất áy náy vậy thì anh đi cùng em Lục Cận Phong lấy chìa khóa xe ra, bấm nút một cái, cửa xe tự động mở ra. Hạ Vũ mặc ôm cổ Tô Yên, chu miệng nói chú, chú lại muốn bắt cóc chị con. Tên nhóc thối, chị con vốn là của chú. Nếu như không phải chỗ này vẫn là nơi công cộng, anh phải giả què, không thì anh đã sớm bế Hạ Vũ mặc đi rồi, nào còn để cho Tô Yên bế Hạ Vũ mặc mãi thế. Chị là của con, Hạ Vũ mặc hừ một tiếng, dán mặt mình lên mặt Tô Yên, tuyên bố chủ quyền của mình lục cận phong nhấn mạnh của chú hai người không ai nhường ai ấu trĩ tô yên bế hạ vũ mặc ngồi vào trong xe trên mặt lại chan chứa ý cười tô yên vừa ngồi vào lục cận phong lại nói yên yên em lên lái xe chân anh đau chân anh sao rồi tô yên vừa nghe vẫn có chút căng thẳng chẳng lẽ vết thương ở chân do tai nạn xe lúc trước vẫn chưa khỏi lục cận phong nghiêm trang nói chắc là lượng vận động mấy ngày nay có hơi nhiều bị đau lại rồi thoáng chốc, khuôn mặt Tô Yên đỏ rực, chừng Lục Cận Phong một cái. Không phải ý Lục Cận Phong đang nói là mấy ngày nay cô nghiền ép anh có chút dữ quá sao? Tô Yên nhận lấy chìa khóa xe, ngồi vào ghế lái, rồi cũng ngại ngùng không nhìn Lục Cận Phong nữa. Nhìn dáng vẻ đỏ mặt thẹn thùng của Tô Yên, ý cười trên mặt Lục Cận Phong càng sâu hơn. Lên xe, Lục Cận Phong tháo mặt nạ xuống. Hạ Vũ mặc rất khinh bỉ nói chú, chú chỉ muốn tách cháu và chị ra thôi, Chuyện ngược, Lục Cận Phong đúng thật là muốn tách Tô Yên và Hạ Vũ mặc ra, nên mới nói dối là chân đau. Chẳng qua, sao anh có thể thừa nhận mình tranh đua với một đứa nhóc được, truyền ra ngoài thì tổn hại đến sự tài giỏi, sáng suốt của anh biết mấy. Lục Cận Phong vò tóc Hạ Vũ mặc lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử. Được Hạ Vũ mặc nhắc nhở, Tô Yên cũng phản ứng lại, cảm thấy giờ khóc dở cười với hành vi của Lục Cận Phong, Lục Cận Phong, anh đúng là ấu trĩ. Hạ Vũ mặc cũng làm mặt quỷ với Lục Cận Phong. Tiểu Vũ, con rất thông minh, có sự nháy bén và lực quan sát mà người bình thường không có, thiên phú tốt như vậy, để lãng phí thì tiếc lắm. Lục Cận Phong thong dong chuyển đề tài, Tiểu Vũ, con có muốn đến một nơi, có thể khiến cho con trở nên mạnh hơn không? Không đi. Hạ Vũ mặc từ chối rất dứt khoát chú, chú đừng mơ tưởng tách con và chị ra. Lục Cận Phong thật sự có lòng muốn bồi dưỡng Hạ Vũ mặc. Tô Yên nghe thấy thì có chút động tâm, Lục Cận Phong, anh muốn đưa Tiểu Vũ đi đâu? Nước ngoài sao? Ừm, Lục Cận Phong tạm thời không cách nào giải thích chuyện tổ chức ám giả dạ cho Tô Yên, chỉ có thể nói dối là đưa Hạ Vũ mặc ra nước ngoài. Tô Yên vững vàng lái xe. Cô cũng nhìn ra thiên phú của Hạ Vũ mặc rất tốt, để lãng phí thì rất đáng tiếc. Vậy thì cần phải đi bao lâu? Có thể là phải mấy năm trời. Lục Cận Phong cân nhắc nói, nếu như em nhớ Tiểu Vũ, bất cứ lúc nào cũng có thể đến thăm. "Chị, em không đi." Hạ Vũ Mặc vô cùng chống đối, "Chị đừng đưa Tiểu Vũ đi, Tiểu Vũ chị ở bên chị thôi, không đi đâu hết." Nói rồi, Hạ Vũ Mặc bật khóc, "Chú xấu xa, con không thích chú nữa, chú muốn chia cắt con và chị, giống như bọn họ chia cắt trúc anh đài và Lương Sơn Bá." "Tô Yên, Lục Cận Phong, trúc anh đài và Lương Sơn Bá cũng lôi ra luôn." Hạ Vũ Mặc khóc thật sự rất đau lòng. Trong giọng nói còn chứa sự sợ hãi. Cậu bé khó khăn lắm mới tìm được một người thương mình, có một ngôi nhà, cậu bé không muốn mất đi. "Chị, em không nỡ xa chị, không nỡ xa ông nội đẹp trai và bà nội đẹp gái, không nỡ xa cậu, chị đừng đưa Tiểu Vũ đi." Tô Yên nghe mà đau lòng muốn chết, vội vàng nói, "Sẽ không, chị đồng ý với em, tuyệt đối sẽ không đưa em đi." Bởi vì đang lái xe, Tô Yên cũng không thể dỗ Tiểu Vũ chỉ đành giả vờ lớn tiếng với lục cận phong sau này không cho nhắc đến chuyện đưa tiểu vũ đi nữa lục cận phong cũng không ngờ hạ vũ mặc lại có phản ứng lớn đến vậy nhóc con đừng khóc nữa không đưa con đi thật sao hạ vũ mặc thút thít hạ vũ mặc không chịu đi còn có một nguyên nhân khác cậu bé muốn tìm anh trai nếu như cậu bé ra nước ngoài rồi anh trai sẽ không tìm được cậu bé lục cận phong trầm giọng nói chú bảo đảm không được chú phải thề, giống như trong phim ấy. Nếu như chú nuốt lời, vậy thì chú mãi mãi không cưới được chị, chị sẽ làm vợ con. Lục Cận Phong Lục Cận Phong không thể Hạ Vũ mặc làm vẻ muốn khóc. Được rồi, chú thề. Lục Cận Phong bất đắc dĩ nói, nếu như nuốt lời, vậy thì cả đời sẽ không cưới được vợ. Lúc này Hạ Vũ mặc mới hài lòng, cũng coi như là trời quang mây tạnh. Tô Yên cười cười, xe đã chạy đến bệnh viện. Lục Cận Phong tiếp tục giả què ngồi xe lăn, Tô Yên ở phía sau đẩy đi, Hạ Vũ mặc đi theo bên cạnh. Ba người đi về phía khoa bệnh nhân nội chú. Lúc cách phòng bệnh của Tô Duy chỉ còn một đoạn, đột nhiên nhìn thấy có hai người đàn ông vác Tô Duy chạy về phía cầu thang. Tiểu Duy, Tô Yên sốt ruột hét lên một tiếng, lập tức đuổi theo. chương 104, xe đến bên cạnh hông. Tô Yên co cẳng đuổi theo, Lục Cận Phong cũng mặc kệ mình đang giả què, đứng dậy khỏi xe lăn ôm lấy hạ vũ mặc cùng đuổi theo tô yên đuổi theo xuống lầu đúng lúc nhìn thấy tô duy bị bế lên xe các người là ai thả người ra hai người nhìn nhau rồi nhanh chóng lên xe bỏ chạy tô yên không cách nào đuổi kịp xe cô phản ứng nhanh mau chóng nhớ lấy biển số xe sốt cuộc là ai bắt tiểu duy đi chứ bây giờ em báo cảnh sát tô yên lo lắng cô thực sự không nghĩ ra được ai đã ra tay với tô duy lại còn bắt cóc người trong bệnh viện Đừng vội, anh nhất định sẽ đưa người về." Lục Cận Phong cau mày, lập tức gọi điện thoại đờ, "Hạ Huy, tìm người, biển số xe." Chẳng bao lâu, bên phía Hạ Huy đã phản hồi lại, giọng điệu nghiêm túc, "Đại ca, là người của Thiên Lang." Tổ chức Thiên Lang. Vừa nghe được cái tên này, ánh mắt Lục Cận Phong lóe lên tia khác lạ nhưng rất nhanh đã biến mất. "Lục Cận Phong, thế nào?" Tô Yên vô cùng sốt ruột. "Không cần lo lắng, Tô Duy không sao." Lục Cận Phong trầm giọng nói, "Yên Yên, đưa vòng cổ của em cho anh mượn được không?" "Vòng cổ? Tô Yên không hiểu ra làm sao bỏ xuống đưa cho Lục Cận Phong, cái này thì làm được gì? Có liên quan đến chuyện Tiểu Duy bị bắt cóc sao?" Tô Yên nhớ tới phản ứng của Lục Cận Phong khi nhìn thấy sợi dây chuyền này trước đây, cô rất ngạc nhiên. Bây giờ Lục Cận Phong cố ý mượn sợi dây chuyền này, Tô Yên có thể chắc chắn Lục Cận Phong biết sợi dây chuyền. "Lễ Quốc Minh nói đây là di vật của mẹ cô." Sao Lục Cận Phong lại biết nó được chứ? Tô Duy bị một tổ chức tên là Thiên Lang bắt đi, đây là một tổ chức nước ngoài, mấy năm nay không hề xuất hiện ở trong nước, về phần cặn kẽ hơn thì đợi anh về sẽ giải thích với em. Lục Cận Phong cầm vòng cổ, nói, em đưa Hạ Vũ Mặc về trước đi, chuyện của Tô Duy giao cho anh. Tô Yên hoàn toàn tin tưởng vào Lục Cận Phong. Cô cũng chẳng giúp được gì nói chi còn có Hạ Vũ Mặc ở đây. Được, có tin gì thì báo cho em biết. Tô Yên nhìn Lục Cận Phong rời đi, sau đó cùng Hạ Vũ mặc trở lại nhà họ Lý. Trên đường đi, mí mắt Tô Yên chư máy liên tục, luôn cảm thấy có chuyện gì đó rất lớn đã xảy ra. Vừa về đến nhà Tô Yên đã nhận được điện thoại của chị anh nữ giúp việc nhà họ Tô, cô cả, không hay rồi, ông chủ xảy ra chuyện rồi, vừa rồi bà chủ về nhà cãi nhau một trận với ông chủ, ông chủ cầm dao vào, bảo là muốn tự sát, di chúc cũng lập xong rồi. Tô Đình Nghiêm muốn tự sát, phải chịu kích thích đến mức nào để ép người ta đến mức như vậy. Được, tôi về ngay. Tô Yên cúp điện thoại, nhìn thời gian đã gần 11 giờ rồi. Tiểu Vũ, em vào trước đi, chị ra ngoài đã. Tô Yên giao Tiểu Vũ cho giúp việc nhà họ Lý rồi vội vàng lái xe ra ngoài. Trước cửa khi chung cư, xe của Tô Yên thoáng lướt qua Lý Văn từ ngoài về. Chị, Lý Văn hạ cửa xe xuống gọi. Tô Yên không hề nghe thấy trực tiếp lái xe đi mất. Lý Văn nghi ngờ, đã muộn vậy rồi còn đi đâu nữa chứ? Tô Yên đi thẳng đến nhà họ Tô, lúc đến đã gần 12 giờ. Hàng xóm gần nhà họ Tô đều đã tối om, tắt đèn đi ngủ, chỉ có nhà họ Tô vẫn sáng đèn. Tô Yên nhấn chuông cửa, chị anh mở cửa thấy là Tô Yên lo lắng nói, cô cả, cô mau đi xem thử xem, tôi khuyên lâu lắm rồi mà không có tác dụng. Tô Yên liếc mắt nhìn trong nhà một đống hỗn độn, bình hoa, tivi, bể cá, cái nào cũng bị đập vỡ. Tô Yên hỏi, Tần Phương Linh làm hả? Vâng, bà chủ dẫn hai người đàn ông đến nói người muốn ly hôn là ông chủ, nếu không chia nửa tài sản thì sẽ không ly hôn. Chị anh lòng đầy căm phẫn nói, bà chủ cũng thật là ức hiếp người quá đáng, bà ấy ngoại tình trước, phản bội ông chủ sao còn mặt mũi đòi bồi thường ly hôn cơ chứ? Tần Phương Linh không phải loại hiền lành gì, chắc chắn không dễ gì ly hôn, càng đừng nói đến chuyện ra đi tay trắng. Từ chiến trường này nhìn ra được, trận chiến diễn ra ác liệt, Tôi lên tầng xem thử trước đã. Tô Yên lên lầu, cửa đã bị Tô Đình Nghiêm khóa trái lại. Tô Yên đập cửa, "Tổng giám đốc Tô, là tôi đây, nếu còn chưa tự sát thì mở cửa ra đi." Tô Yên không hề gọi một tiếng cha. Qua mấy phút, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Nếu còn không mở cửa thì tôi gọi cảnh sát, để cảnh sát đến phá cửa, đến lúc đó chuyện ông bị Tần Phương Linh tìm người đánh đến cửa sẽ truyền ra ngoài, người mất mặt cũng chẳng phải là tôi đâu đấy. Tô Yên rất giỏi trong việc bắt lấy điểm yếu của đối phương. Suốt lời chẳng bao lâu thì cửa mở ra. Tô Yên thấy Tô Đình Nghiêm đứng ở cửa cũng trợn tròn cả mắt. Trên mặt, cổ Tô Đình Nghiêm đều có vết móng tay cào ra máu, quần áo cũng chảy xước, ống quần rách một nửa, đầu tóc rối bù. Hình tượng thế này không đi làm ăn mày thì thật đáng tiếc. Tô Yên không nhịn được bật cười, đây là kiệt tác của Tần Phương Linh. Khá sáng tạo, mặt tô đình nghiêm đen lại đến khó coi con đến là xem trò cười hay đến ra mặt thay cha vậy tôi đến để xem ông đã chết chưa tô yên độc mồm độc miệng nhưng thấy tô đình nghiêm chưa tự sát thì trong lòng thở phào bước vào phòng bình thường không phải ông biết nhẫn nhịn lắm sao sao hôm nay lại để cho tần phương linh dẫn người đến đánh vậy đã vậy còn chẳng dám làm cái dám gì trốn trong phòng tự liếm vết thương nữa tô yên thật sự cho rằng tô đình nghiêm lấy dao tự sát đến khi nhìn thấy quả táo đã gọt sẵn trên bàn khóe miệng giật giật. Náo lâu như vậy là lấy dao gọt táo à? Bà ta nhiều người, cha đánh không lại. Lúc Tô Đình Nghiêm nói còn có mấy phần tuổi thân, ngồi xuống ghế sofa gọt táo tiếp, sao con lại đến đây? Lại là vì hai đứa bé đó à? Cô nhi viện đã bị phá bỏ, hồ sơ mấy năm trước cũng bị đốt cháy, viện trưởng nói hai đứa trẻ đã bị bắt đi, tìm rất lâu cũng không tìm thấy. Tô Yên nói, tôi nghe chị anh nói ông đang ở nhà làm loạn muốn tự sát, di chúc đâu đưa tôi xem thử ông chia tài sản thế nào nào, tôi được nhiều không? Tô Đình Nghiêm chừng mắt nhìn Tô Yên, con còn là con gái cha không vậy, cha còn chưa chết, con đã mong chia tài sản. Đứa con gái Tô Vân ông yêu thương nhất không phải con ruột của ông, bây giờ ông chỉ có mình tôi là con gái, không đúng, chúng ta cũng không còn quan hệ gì nữa rồi, xém quên mất, chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, ông sống hay chết hình như cũng không liên quan gì đến tôi nữa, vậy tôi đi nhá. Nói xong Tô Yên làm như muốn đi. Tô Đình Nghiêm vội nói, đi gì mà đi, đây là nhà của con, con còn ghi hận cha à? Cho dù có cắt đứt quan hệ con vẫn là con gái của cha, cha đã làm giám định ADN rồi. Nhận thấy mình lỡ miệng, Tô Đình Nghiêm vội vàng im bặt, cúi đầu gọt táo, lương tâm cắn rứt không thôi. Tô Yên cười lạnh, may mà mẹ tôi mất sớm, nếu không nghe được những lời này của ông có sống sờ sờ ra đấy cũng bị tức chết bây giờ tô đình nghiêm còn nghi ngờ cả lòng thành của mẹ đối với ông ta cha cũng là bị tần phương linh lùa đến sợ rồi phòng ngừa lỡ như thôi tô đình nghiêm thầm liếc nhìn tô yên quan sát sắc mặt của tô yên sau đó thận trọng đẩy giấy chuyển nhượng vốn đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt tô yên con xem thử đi tô yên liếc mắt nhìn thấy hai chữ chuyển nhượng vốn cổ phần không khỏi kinh ngạc đề phòng tần phương linh chia ra sản với ông tôi cảm thấy ông nên sang tên toàn bộ xe cộ nhà cửa, bất động sản cho tôi." Vừa nghe được lời này, Tô Đình Nghiêm ngẩng đầu lắc như lục lạc, "Vậy thì không được, vậy thì cha chẳng còn gì nữa, con mà không phụng dưỡng cha thì cha biết làm thế nào?" Ông cũng giỏi thật đấy, giao cho tôi một công ty đang trên đà phá sản, giữ tất cả những thứ có giá trị như xe cộ, nhà cửa." Tô Yên cười lạnh, "Nếu tôi đoán không sai thì tiền có thể điều động được ở công ty đều bị ông rút rỗng rồi, nói trắng ra chỉ còn cái vỏ không thôi." ánh mắt Tô Đình nghiêm né tránh, xấu hổ không dám nhìn vào mắt Tô Yên, lẩm bẩm nói, con thông minh như vậy, vừa có sự ủng hộ của nhà họ Lý, lại có nhà họ Lục làm chỗ dựa, con chắc chắn có thể vực công ty của cha dạy. Sao ông biết ông có sự ủng hộ của nhà họ Lục? Từ buổi dạ tiệc từ thiện hôm đó, cha đều biết cả rồi, con đừng nghĩ giấu cha, con với lớn nhỏ nhà họ Lục sớm đã thân nhau rồi đúng không? Đúng là gừng càng già càng cay. Hai, Tô Yên cầm lấy giấy chuyển nhượng, Nói, nể mặt mẹ tôi, tôi cầm cái này. Tô Yên cũng không muốn ở lâu, cầm lấy giấy chuyển nhượng rồi đi. Cô vẫn lo lắng cho sự an toàn của Tô Duy, chạy xe trên đường, Tô Yên định gọi Lục Cận Phong để hỏi thăm tình hình thì đột nhiên bị một chiếc xe tải từ bên hông đâm vào. Chương 105, báo thủ đánh gãy chân. Tô Yên đánh tay lái tránh sang một bên, nhưng vẫn không tránh được, bị chiếc xe tải từ bên cạnh đâm thẳng vào chiếc xe tải đó căn bản không có ý tránh né hình là cố ý đâm thẳng vào sau cú va chạm dữ dội cửa hông trực tiếp móp vào túi khí bung ra giờ phút này tô yên thực sự ngây ra rồi đầu đập vào vô lăng cảm nhận được cái đau mãnh liệt chỉ trong giây lát tô yên mất đi ý thức nằm xuống tay lái do đường hẻo lánh không có xe qua lại nên sau khi tài xế xe tải dừng xe thì nhanh chóng xuống xe kiểm tra rồi nháy mắt với người đi cùng trên xe mau lên chút đưa người đi Tô Yên mơ mơ hồ hồ cảm thấy mình bị lôi ra khỏi xe, chán dính đầy máu. Tô Yên bị đưa vào xe tải, trong lúc sóc này Tô Yên lại chìm vào hôn mê. Đến lúc Tô Yên tỉnh lại, cô thậm chí còn không biết mình đang ở đâu, xung quanh đều là bóng tối, trong không khí có mùi ẩm mốc và dì sắt, còn có tiếng chuột kêu chít chít. Trên chán vẫn còn đau nhức, Tô Yên định cử động chân, mới phát hiện tay chân đều đã bị trói lại. Tô Yên đột nhiên nhận ra đây hoàn toàn không phải là một vụ tai nạn xe cộ bình thường, là cố ý. Kẻ nào? Tô Vân hay là Tần Phương Linh? Tô Vân còn đang mang thai, hơn nữa lại vừa nộp tiền bảo lãnh, có lẽ cũng không to gan đến vậy. Tần Phương Linh vì còn đang vật lộn với Tô Đình Nghiêm để chia tài sản, có lẽ cũng không rảnh để ý đến cô. Vậy thì là ai được? Chỗ này rốt cuộc là chỗ nào? Xung quanh quá tối, ngay cả khi mặt trời có thực sự lặn cũng không thể hoàn toàn không thấy gì, lẽ nào là không gian kín? Đúng lúc này, Tô Yên nghe thấy tiếng xe lăn lăn trên mặt đất, đây là bởi vì ở cùng Lục Cận Phong một thời gian tương đối dài nên mới có thể nghe ra được tiếng xe lăn. Lục Cận Phong đến rồi sao? Tô Yên thử hét lên nhưng chỉ phát ra tiếng ư ư, miệng cô bị bịt mất rồi. Lúc này Tô Yên sốt ruột thật rồi. Đột nhiên, tiếng xe lăn biến mất, chuyện gì vậy? trong lòng tôi yên loạn đến chó sủa gà bay, tôi duy bị bắt cóc, bây giờ đến lượt cô, lẽ nào là do tổ chức thiên lang mà lục cận phong nói. Ư ư ư, Tô Yên cố gắng lên tiếng kêu cứu. Người đâu? Ở bên trong. Bên ngoài có tiếng nói chuyện. Ngay sau đó, Tô Yên nghe thấy tiếng cửa sắt bị đẩy ra, có tiếng kêu cót két, cửa chậm rãi mở ra, ánh đèn trắng trói mắt đi vào. Tô Yên hoàn toàn không mở mắt ra được, trong tiềm thức nghiêng đầu qua một bên, Tiếng xe lăn càng ngày càng gần, Tô Yên hơi nheo mắt lại, đại khái chỉ có thể nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên xe lăn, trong ánh đèn phản chiếu lại. Đợi gần hơn chút nữa, cô mới nhìn rõ mặt mũi đối phương. Một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Cô không hề quen biết. Nhưng đối phương lại lộ ra nụ cười u ám, nói cô Tô, dùng cách này để mời cô đến thật sự có lỗi. Miệng thì nói có lỗi, nhưng hành động thì lại xem chút là tông chết cô. Còn một người đàn ông nữa đằng sau người đàn ông ngồi xe lăn, có lẽ là vệ sĩ. Người đàn ông ngồi trên xe lăn ra hiệu cho người phía sau xé băng dính trên miệng Tô Yên ra, lúc băng dính bị xé xuống, Tô Yên đau đến chảy cả nước mắt. Rốt cuộc anh là ai, tôi có thủ sâu oán nặng gì với anh, tôi nhớ tôi chưa từng đắc tội với anh, bắt tôi đến đây thực ra là muốn làm gì. nhiều ánh sáng mà Tô Yên có thể nhìn rõ xung quanh, đây là một công xưởng bỏ hoang. Cô Tô thật sự là quý nhân hay quên, sao hả, đến tôi cũng không nhận ra. Sắc mặt người đàn ông u ám sờ vào chân trái mình. Hàn học nói, đây đều là cô ban cho tôi. Lúc này tôi yên mới để ý, chân trái của người đàn ông này không còn. Bên trong quần trống rỗng. Tô Yên kinh ngạc nhìn chằm chằm chân trái của người đàn ông, cô không nhớ mình đã hại người đàn ông đó mất chân khi nào. Chuyện này chắc chắn là hiểu lầm, các người nhất định bắt lầm người rồi, vị đại ca này, tôi thật sự không quen anh, chân anh chẳng liên quan gì đến tôi cả. Người đàn ông hét lên, cô còn ngụy biện, có người nói với tôi, chân của tôi mất là vì cô. Là ai? tôi Yên giải thích, tôi còn chẳng quen biết anh, sao có thể chặt đứt chân anh được, chắc chắn là có người hãm hại tôi, nói cho anh biết này, kẻ ngứa mắt lại muốn xử tôi nhiều lắm, nói không chừng có ai đó muốn mượn dao giết người đó. Người đàn ông đó tức đến xanh mặt, cô nói tôi ngu xuẩn bị người ta lợi dụng cũng không biết tôi không nói vậy, là tự anh thấy vậy. Tô Yên bĩu môi, cô không còn căng thẳng như vừa rồi nữa, vị đại ca này, chúng ta cũng đừng làm càn làm bậy ở đây nữa, tôi với anh không thù không oán, anh tìm sai người rồi. Sắc mặt người đàn ông càng u ám, mấy tháng trước, cô bị người ta bắt cóc, cô còn nhớ chuyện này không? Nghe tới đây, tôi yên gật đầu không nhẹ nhõm như trước nữa. Lúc ấy cô bị tần phương linh cho người bắt cóc, suýt thì chết chìm dưới biển, nói chính xác thì là Chu Hoàng Long tìm người muốn giết cô. Ánh mắt của Tô Yên rơi vào cái chân đã mất của người đàn ông, kịp phản ứng lại, vô cùng kinh ngạc, anh là con trai của Chu Hoàng Long, Chu Kiệt. Chu Kiệt cười lạnh, xem ra cô Tô còn chưa quên, nhớ ra rồi. Nhớ, nhớ lại rồi, Tô Yên nuốt một ngụm nước bọt, lạnh cả người, cậu Chu, lúc đó cha anh muốn mạng của tôi. Tuy rằng nói đời cha làm sai đời con trả nhưng mà mất đi một chân thì cũng có hơi tàn nhẫn, nhưng cũng không phải là cô cho người chặt chân anh ta. Có điều Tô Yên cũng đoán được là do ai làm, Lục Cận Phong. Lục Cận Phong vì cô mà trả thù Chu Hoàng Long, chặt chân đứa con trai Chu Hoàng Long thương yêu nhất. Chu Kiệt nắm chặt ống quần trống rỗng của anh ta, trong mắt vừa đau khổ vừa tức giận tựa như muốn nuốt chửng người ta. "Tô Yên, mọi thứ của tôi đều bị cô hủy mất rồi, là cô hại tôi thành kẻ tàn phế, món nợ này tôi tìm cô đòi." "Anh muốn làm gì?" Tô Yên cảm nhận được sự thù hận vô cùng mãnh liệt, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, xem ra hôm nay tôi đừng hòng rời khỏi đây mà còn nguyên vẹn, trước lúc cậu chu ra tay với tôi có thể nói cho tôi biết đến cùng là ai nói với anh không? Trước khi chết cô muốn biết là ai muốn hại mình. Tô Yên, lẽ nào cô không sợ chút nào sao? Chu Kiệt nhìn cô chằm chằm. Sợ thì có tác dụng à? Tô Yên khẽ cười nói, nếu như tôi sợ thì anh có thể bỏ qua cho tôi à? Không thể đã không thì được rồi. Khóe miệng tôi yên mấp máy, tôi chỉ hy vọng trước khi cậu chu ra tay có thể cho tôi chết rõ ràng là được rồi. Được, vậy tôi giúp cô. Chu Kiệt nói, người gọi điện thoại cho tôi là một người phụ nữ, cô tô tự mình đoán xem, cũng giống như vừa rồi cô tô nói, cô đắc tội với nhiều người như vậy, nghĩ xem ai là người muốn lấy mạng cô nhất. Tô Yên thật sự là không đoán ra được, cười diễu nói, bây giờ người muốn lấy mạng tôi nhất là cậu Chu Anh, có điều tôi phải nhắc nhở anh, anh cảm thấy tôi dựa vào bản lĩnh có thể chặt đứt chân của anh. tôi không phủ nhận chuyện này có liên quan đến tôi, nhưng chân của anh là bị người ta chặt không phải tôi. vậy là ai? không biết. tôi yên sẽ không bán đứng lục cận phong. bây giờ cô chỉ kéo dài thời gian, tôi chỉ không muốn cậu chu bị người ta lợi dụng, đến cái chân còn lại cũng mất. cô đang uy hiếp tôi đấy à? chu kiệt tức giận nói, hôm nay tôi ngược lại muốn xem thử xem, tôi có thể động vào cô hay không. Người đâu, chặt một chân cho tôi." Lời Chu Kiệt vừa dứt, vài tên to lớn từ bên ngoài bước vào, trên tay mang theo máy chém. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khết tập 5.